Thần ma cung ứng thương chương 732. Bọn ta cần kiến thức khoa học. Đám người Long Vân đạt được câu trả lời của Giang Thái Huyền. Mặc dù trong lòng dễ chịu một chút, nhưng bọn họ cũng biết, nếu không đi lừa gạt sớm một chút thì rất khó kiếm được tiền, bởi vì Viêm Liệt đã biết thần ma đạo tràng ở đâu. Nếu như để cho bọn họ tìm được Viêm Liệt, rồi thảo luận với nhau thì sẽ tìm thấy thần ma đạo tràng. Nếu không, giết chết Viêm Liệt là được nhỉ. Trong lòng Long Vân nghĩ ý nghĩ này vừa lóe lên liền đã bị dập tắt nếu như những kỹ thuật đó đều là thật mà những người ngoài hành tinh biết được kỹ thuật này thì tương lai sẽ là công cụ kiếm tiền của bọn hắn hay là mình cũng nên bồi dưỡng một nhà khoa học hoặc là bắt tay vào khoa học trong lúc long vân suy tư bọn người yên tuyết hàng gọi tới ngươi hỏi tràng chủ ra sao rồi tràng chủ không có viết rõ chỗ của đạo tàng thế nhưng viêm liệt biết trước khi chúng ta nghĩ cách giải quyết viêm liệt thì phải kiếm tiền hoặc là tất cả chúng ta giả làm nhà khoa học long vân biểu môi nói nhà khoa học sao yên tuyết hàng sửng sốt chúng ta đều không hiểu khoa học làm sao giả làm nhà khoa học mau mau phái một người đi tìm trần hân nghiên để học tập long vân ngự không đi tụ họp với mọi người nói học tập ư không phải còn có chip đấy sao long hạo biểu môi chúng ta bỏ tiền mua tri thức trong đầu nàng ta ta tin nàng ta sẽ bán chỉ sợ là giá cả không thấp mọi người nhíu mày không thấp á chúng ta chỉ mua một ít tri thức bình thường hơn nữa cam đoan không truyền cho người khác chỉ có mấy người chúng ta sử dụng không mất bao nhiêu tiền đâu long hạo biểu môi nói dừng một chút lại nói lão tổ nhà ngươi bỏ ra một chút máu cho nàng ta không mất tiền liền có máu lão tổ của ta sao long vân suy nghĩ sâu xa lão tổ long đào của hắn chính là thiên long mặc dù ở trong mắt thần ma đạo tràng ngao bính chính là tạp long cấp thấp nhưng cũng là một con rồng thứ thiệt chí ít cũng là đỉnh cấp huyết mạch đối với một trần hân nghiên nghiên cứu ghen học mong muốn thu thập đủ loại ghen mà nói nàng tuyệt đối sẽ muốn nghĩ tới đây long vân lại lấy thêm máu của long hạo yên tuyết hàn thú ma đại đế rồi vội vã rời đi trực tiếp truyền tống đến huyền giới long vân gấp rút xông vào trạm nghiên cứu ai dám xông vào làm loạn thế có phải muốn bị phạt tiền hay không? Bối thép to. Long Vân. Con mẹ nó, đám người ngoài hành tinh này còn giỏi luật pháp hơn cả ta, còn hiểu tự ý xông vào nhà dân sẽ bị phạt tiền. Thì ra là Long Vân đại đế. Thấy được người tới là ai, thần sắc của Bitera trở nên hòa hoãn, trâu không ngừng đông đưa, không chút khách khí nói, đại đế tới đây làm gì? Thế giới võ đạo này có thể không giống với thế giới bình thường cái gì mà cường giả vi tôn ở chỗ này không phổ biến bọn họ đều bình đẳng chỉ cần không phạm pháp hơn nữa gần đây bitera diệp đạo và hứa trường không đã quen nhau đều bắt đầu xưng huynh gọi đệ dựa theo bối phận hắn còn cao hơn long vân long vân há to miệng được rồi không trách tội cho việc ngươi bất kính ta muốn gặp trần hân nghiên đó là nhà khoa học trần tiến sĩ ngươi phải biết tôn kính bitera nói Ta tôn kính con khỉ, đám tội nhân các ngươi, tiền phạt còn chưa trả xong Long Vân đảo cặp mắt trắng giả, nói Gọi Trần Tiến sĩ ra, ta có chuyện muốn thương lượng với hắn Ví dụ như máu đại đế, máu rồng Máu đại đế ư Máu rồng sao? Trước mắt Bi tê ra sáng ngời, vội vã kêu Trần Hân nghiêng ra Kích động nói, Trần Tiến sĩ, Long Vân đại đế nói muốn lấy máu cho chúng ta Sắc mặt của Long Vân tối sầm, con mẹ nó Ai nói ta muốn lấy máu? Ngươi muốn cái gì? Trần Hân Nhiên bình tĩnh hỏi, nàng ta biết, tên này chỉ biết chiếm tiện nghi, không chịu ăn khổ, lừa đảo còn sâu hơn người của phái thần học bọn hắn. Bọn ta cần kiến thức khoa học. Long Vân nói, đây là thành quả nghiên cứu của ta. Trần Hân Nhiên quả quyết cự tuyệt, kể cả là máu đại đế, cũng không được. Bọn ta không cần thành quả của ngươi, chỉ cần kiến thức cơ bản, đủ để chỉ điểm cho một ít người sắp trở thành nhà khoa học. Long Vân suy nghĩ một chút rồi nói, máu long xà, máu thiên long, đều có thể cho ngươi. Trần Hân Nhiên trầm tư phút chốc, nói, có thể, nhưng thành quả nghiên cứu mới nhất của ta, không thể cho các ngươi. Đương nhiên, bọn ta chỉ cần kiến thức cơ bản, nếu như ngươi không cần thành quả hiện tại, muốn cho chúng ta, thì chúng ta cũng không ngại. Long Vân nói, dừng một chút, lại nói, Tốt nhất là cái loại chip có thể trực tiếp giúp cho người ta hiểu và ghi nhớ, bọn ta không có thời gian để học tập. Không thành vấn đề, Bitera. Trần Hân Nghiên kêu lên. Bitera trực tiếp lấy ra 5 con chip, đây là kiến thức nghiên cứu của bọn ta, còn có một chút kho dữ liệu, người nhét vào trong cơ thể, có thể rót vào lực lượng truy xuất. Đa tạ. Long Vân lấy ra máu của Long Hạo và Thiên Long Lão Tổ, lại nói tiếp, nếu như sau này cần thêm kiến thức của các ngươi, bọn ta sẽ lấy máu đại đế tốt hơn để trao đổi, tỉ như thú ma đại đế, băng tuyết đại đế. Được, các ngươi sẽ cần đến, mặt khác thông báo cho tràng chủ, dược tề xuất tác cấp tiên thiên đã ra đời, nhưng chỉ có ít đối với tiên thiên. Trần Hân Nghiên nói, tiên thiên có thể dục sinh ư. Ánh mắt của Long Vân sáng ngời, mừng rỡ nói. Trần Hân Nghiên gật đầu, có thể dục sinh, một canh giờ một giọt, ba canh giờ thành phẩm, một phần cũng đủ cho ngươi trồng trọt ra 6-700 cây Nhưng giá cả khá mắc Ta cần cải tiến thêm Làm ra thứ mà ai ai cũng có thể dùng Còn có thể kiếm tiền Có thể cho ta một phần hay không Long Vân xoa xoa tay nói Đây là sản phẩm đỉnh cấp của khoa học Có thể lừa gạt người ta Trần Hân Nghiên ngây dạy ra Thành quả nghiên cứu của ta Chính là thứ để ngươi lừa gạt người ta à Khụ, là do tràng chủ muốn nhìn thấy vật thật Long Vân vội ho một tiếng rồi nhanh chóng đổi giọng. Trần Hân Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, một nghìn điểm thần ma thì ta sẽ cho ngươi hai phần, một phần mang cho tràng chủ. Ngươi thật ác mà, cho ta mười phần đi. Long Vân biểu môi rồi chuyển khoản cho nàng ta, một trăm vạn nguyên điểm thần ma, tốt nhất là ngươi trả tiền nhanh lên một chút. Yên tâm đi, một ngày nào đó ngươi sẽ nợ tiền ta. Trần Hân Nghiên nói với vẻ tự tin, sự thần kỳ của khoa học sẽ khiến ngươi chấn động. Long Vân không nhiều lời nữa, cầm đồ vật rồi rời đi. Trực tiếp truyền tống đến thần ma đạo tràng, vẻ mặt của Long Vân kích động nhìn về phía tràng chủ, tràng chủ, đây là dược tề xúc tác mà ngươi muốn, thế nhưng, chỉ có thể xúc tác đối với tiên thiên. Ta xem thử, nếu thứ này hiệu quả, thì không cần lo thiếu dịch huyền nguyên để dùng nữa. Giang Thái Huyền nói, Long Vân gật đầu, dịch huyền nguyên quá ít, chủng tộc của ta còn không có đủ để dùng, huống chi là đối mặt với cả hai thế giới chưa hết giang thái huyền lắc lắc ngón tay kẻ mà chúng ta phải đối mặt sẽ là toàn bộ tinh không đó ngay cả huyền tộc linh mục tộc cũng muốn gia tăng thêm năng suất trồng trọt muốn thỏa mãn bọn họ còn khó chứ đừng nói chi là vùng tinh không mênh mông này chỉ có khoa học kỹ thuật sản xuất hàng loạt mới là vương đạo ta cảm thấy diệp đạo và hứa trường không sắp phát tài rồi trong lòng long vân rất đau đớn hai tên này thì đầu tư mà vị đại đế như hắn lại không tham dự Giang Thái Huyền xua tay nói, ngươi đi làm việc của mình đi, bản tràng chủ muốn nhìn xem công hiệu của chất xúc tác này. Được. Long Vân cũng rời đi, có chất xúc tác này, hơn nữa còn có chip khoa học mà Trần Hân Nghiên cho, thì việc hắn trở thành một nhà khoa học cấp thấp đã không còn là vấn đề. Giang Thái Huyền lấy ra một viên dược liệu trồng trọt tiên thiên, tìm một nơi tràn trề nguyên khí, gieo nó xuống, rồi sau đó bỏ xuống một giọt chất xúc tác. Ông. Một phần sáng hiện lên hạt giống nhanh chóng nảy mầm từ dưới đất lên, rồi mọc ra một cây con. Không biết một ngày nào đó, Trần Hân Nghiên có thể nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng thần ma được không? Trong lòng Giang Thái Huyền đang suy nghĩ. Đương nhiên là chuyện này có chút không thực tế. Loại dịch dinh dưỡng thần ma này quá cao cấp, nếu có thể nghiên cứu ra, thế thì phải phát triển tới trình độ nào? Con đường ghen không phải nhất thời liền có thể thành công, mà cần liên tục thử nghiệm, mặc dù lần thử đầu tiên vẫn có tỷ lệ thành công, nhưng tỷ lệ đó rất thấp. Trần Hân nghiên ở một bên nghiên cứu con đường gen cũng đang tiến hành nghiên cứu chất xúc tác, phân tích đặc tính của đủ loại đang dược, đồng thời pha chế với dịch gen cũng lý giải sinh trưởng của những dược liệu này. Có cần làm mấy cái nhà kính không nhỉ? Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Dù sao đây cũng là thế giới võ đạo, tốt hơn hết là dùng trận pháp, không đáng làm nhà kính. Về phần võ giả cấp thấp có chất xúc tác này cũng không cần làm nhà kính đây hoàn toàn chỉ là đồ vật có còn hơn không bên này giang thái huyền đang quan sát dược liệu sinh trưởng năng lực dược tề thì một bên khác đám người long vân đã thành công nhét chip vào trong cơ thể vận chuyển lực lượng tiếp nhận kiến thức cho dù là thần học hay là khoa học mà giang thái huyền đề xuất đều lấy năng lượng làm cơ sở chứ không phải điện như kiếp trước tiếp nhận xong kiến thức long hạo và đám người long vân thay áo khoác trắng bắt đầu hóa thân thành nhà khoa học chuẩn bị lừa gạt đám người ở dị giới. Về phần đại đế, không có chiếc khoa học như yên tuyết hàng thì trực tiếp đánh ra thần quan, truyền tin tức cho bọn họ, làm một trợ lý cũng là dư giả. Kế tiếp, mạnh ai người nấy làm, ta đi tìm bằng hữu cũ đây. Long Hạo và Lạc Thanh Phong một lần nữa tiến vào hỏa diễm sơn cốc, tìm đến Viêm Linh. Sao các ngươi lại tới đây thế? Viêm Linh nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ hai người này chẳng lẽ đến là vì sách khoa học sao? nghe nói các ngươi đã lấy được sách khoa học long hạo nói thẳng đều là con cháu của viêm đế bọn ta hẳn là có tư cách xem sách khoa học ta không hiểu ngươi đang nói cái gì viêm linh trực tiếp giả bộ hồ đồ sách khoa học chính là truyền thừa của lão tổ tông viêm đế ta há có thể cho các ngươi sao thế giới của các ngươi chỉ coi trọng võ đạo căn bản không hiểu khoa học nếu các ngươi đã không coi trọng thì sao không giao cho bọn ta đi nếu như ngươi giao cho bọn ta bọn ta nguyện ý giúp các ngươi bình định phái thần học long hạo nói ai nói bọn ta chỉ coi trọng võ đạo khoa học bọn ta viêm linh thốt ra vừa nói ra khỏi miệng nhất thời ngậm miệng lại long hạo biểu môi không phải ngươi không hiểu sao quả nhiên các ngươi đã lấy được bảo tàng khoa học ta vẫn giữ nguyên điều kiện kia giao cho bọn ta bọn ta sẽ giúp các ngươi giải quyết viêm linh u ám nhìn long hạo bọn ta đã lấy được đó thì sao, sách khoa học không ở trong tay ta, các ngươi tìm ta cũng vô dụng. Bọn ta dùng sản phẩm khoa học để trao đổi với các ngươi thì sao? Long Hạo tiếp tục nói, trong tay lấy ra một phần chất xúc tác, đây là một trong những sản phẩm của khoa học, chất xúc tác cho dược liệu sinh trưởng, có thể xúc tác dược liệu cấp tiên thiên sinh trưởng. Hả? Thật không? Viêm Linh khẽ nhíu mày. Xem qua chư thần sáng thế lục, hiện tại thiên viêm tinh cũng bắt đầu dựa theo loại phân chia đẳng cấp này viêm linh tự nhiên hiểu được tiên thiên là cấp bậc gì hay là ngươi lấy ra một hạt giống dược liệu cấp tiên thiên đi chúng ta thử một chút long hạo nói để ngươi mở mang tầm mắt khoa học của bọn ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục viêm linh cười lạnh một tiếng lấy ra một hạt giống chôn nó xuống ngay tại chỗ ngươi thử đi long hạo cẩn thận từng ly từng tí chiết ra một giọt nhỏ vào nơi mà hạt giống chôn xuống quần sáng lập tức tỏa ra hạt giống nảy mầm từ dưới mặt đất chỉ trong nháy mắt một ngọn lửa yếu ớt lóe lên viêm linh mở to hai mắt nhìn đây là kỳ tích sao kể cả là bí pháp cũng không thể nào nhanh như vậy được đây là chất xúc tác gì vậy sao mà thần kỳ đến thế thấy thế nào hả dùng thứ này để đổi lấy sách khoa học của các ngươi có đồng ý hay không long hạo hỏi đồng ý ư đây là thứ mà khoa học làm ra hay sao? Thần kỳ như thế, nhưng nếu ta đổi sách khoa học cho các ngươi, chẳng phải ta sẽ thành đồ ngu à? Nghĩ tới đây, Viêm Linh cười lạnh nói, tộc ta cũng có bí pháp của dược liệu xúc tác. Bí pháp của ngươi có thể kéo dài sao? Long Hạo nói với vẻ kinh thường, trong khoa học, đáng sợ nhất là cái gì? Các ngươi đều là bọn đầu to mà ốc như trái nho, loại chất xúc tác này, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, vô hạn. Vô hạn á? Viêm Linh đứng hình, nếu như nói một phần thần kỳ như thế thì cũng không sao, chỉ coi như ngang bằng với những bí pháp thông thường khác. Thế nhưng ngươi lại nói là vô hạn ư. Vô hạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là linh dược tiên thiên nhiều đến mức ăn không hết. Nếu như có chất xúc tác mạnh hơn, cái gì mà cấp vương, cấp hoàng, cấp đại đế, thì thiên viêm tinh sẽ có thể sản sinh ra một lượng lớn cường giả, còn sợ con sao 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 thần học xâm lớn ư. Chỉ có điều, chẳng phải chuyện này quá vô lý hay sao đây hoàn toàn chính là việc bất khả thi mà coi như là đại đế sử dụng bí pháp dục sinh cũng cần phải nghỉ ngơi sao mà có thể vô hạn được chứ chẳng phải là nói thứ này còn kinh khủng hơn cả đại đế sao xác thực là kinh khủng hơn đại đế đây là truyền thừa của viêm đế lão tổ thảo nào lão tổ lại dám nói rằng có thể khiến người ta lập tức phi thăng thành thần khiến võ đạo của người ta nhanh chóng tiến bộ sách khoa học thì không được nhưng bọn ta có thể dùng thứ khác để trao đổi với ngươi. Viêm Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Kỹ thuật này, phải tới tay, bọn dị giới thân thích này, thảo nào lại có hơn 10 vị cấm kỵ cường giả, chắc chắn là đã dùng tài nguyên để bù đắp. Nếu như bọn ta cũng có nhiều linh dược đến mức ăn không hết, bọn ta cũng có thể có hơn 10 vị đại đế. Dùng thứ khác để trao đổi á. Trong lòng Long Hạo cười thầm. Mẹ nó, xem như ngươi dùng sách khoa học đổi với ta thì ta cũng đếch thèm. Bởi vì nó là thứ mà bọn ta bỏ vào. Ngươi dự định dùng cái gì để đổi thế? Đồ của ta cực kỳ trân quý, chỉ cần ba giọt, thì trong vòng ba canh giờ liền có thể mọc ra một dược liệu thành phẩm. Long Hạo nói, một phần này, chí ít cũng có hai nghìn giọt. Các ngươi muốn cái gì? Hỏa nguyên tinh hay là dược liệu thế? Viêm Linh nhíu mày, mình nhất định phải lấy được những chất xúc tác này sau đó để cho nội ứng bên thần học nghiên cứu rồi tự mình sáng tạo ra chất xúc tác hỏa nguyên tinh là cái gì chứ bọn ta không biết giá trị của hỏa nguyên tinh hơn nữa còn không biết hỏa nguyên tinh có tác dụng gì nữa vừa nghe cái từ nguyên tinh này con mắt của long hạo đã hiện lên vẻ thèm thuồng nhưng dù sao ở đây không phải là chân hư giới còn cần phải tra hỏi rõ ràng hỏa nguyên tinh chính là tinh thạch đặc biệt của thiên viêm tinh ta ẩn chứa năng lượng hỏa diễm ngập trời chính là bảo vật chỉ có tộc ta mới có. Viêm Linh nói, thứ này của bọn ta có giá cực kỳ mắc, chí ít cũng phải cần 700 cây dược liệu tiên thiên. Long Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đây là chất xúc tác đời đầu, không kiếm được bao nhiêu tiền, dùng một phần này cũng sẽ có thể tạo ra 6-700 cây dược liệu, tương đương với 6-700 điểm thần ma. Một nghìn điểm thần ma tương đương với hai phần, bọn họ chỉ có thể kiếm được một, 200 điểm thần ma, so với lúc kiếm chát ở huyền giới thì không đủ nhét kẻ răng. Chẳng phải nó quá mắc hay sao? Viêm Linh suy tư, dựa theo lời các ngươi nói, vậy thì ta mua cũng chỉ lỗ vốn. Như vậy đi, 600 gốc dược liệu tiên thiên, lại bù thêm một khối hỏa nguyên tinh, chúng ta kiểm tra đo lường một chút, nếu như hỏa nguyên tinh có giá trị, có thể chế tác ra sản phẩm mới, chúng ta có thể dùng hỏa nguyên tinh để giao dịch. Long Hạo nói. Viêm Linh suy nghĩ một chút, đồng ý, được, nhưng ta có một điều kiện, nếu hỏa nguyên tinh có thể tạo ra sản phẩm, thì phải bán cho ta đầu tiên. Đương nhiên. Long Hạo sảng khoái gật đầu. Đạt được đồ vật, Long Hạo và Lạc Thanh Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Long Hạo dừng lại, nói, giới thiệu lại một chút, ta là Long Hạo, nhà khoa học, nếu như ngươi có đồ tốt gì, có thể cho ta, ta thích nghiên cứu mấy thứ này nhất. Nhất định, nhất định. Viêm Linh mỉm cười nói, trong lòng thì đang suy nghĩ, chờ ngươi nghiên cứu ra, chỉ rõ phương hướng, tới lúc đó bọn ta học được thì sẽ vượt qua các ngươi. Giống như Hỏa Nguyên Tinh, chúng ta không hiểu gì về khoa học, phái thần học căn bản cũng không coi trọng nó chút nào, vứt đi như vứt rác, nhưng nếu thật sự có thể tạo ra đồ tốt, Thiên Viêm Tinh ta sẽ quật khởi. Hai tên này lấy được đồ vật, nhanh chóng đi tới thần ma đạo tràng, dọc đường suy nghĩ có nên bán toàn bộ chất xúc tác này cho Thiên Viêm Tinh không? một phần chỉ kiếm được 100 điểm thần ma, nếu thêm 100 phần hay một vạn phần thì sẽ kiếm được rất nhiều. Tràng chủ, ngươi giúp bọn ta nhìn xem, hỏa nguyên tinh này có đáng giá không? Tới đạo tràng, Long Hạo gấp rút lấy hỏa nguyên tinh ra. Giang Thái Huyền nhìn lướt qua, nói, một khối trị giá 20 điểm thần ma, không có đủ năng lượng ẩn chứa, hơn nữa còn tràn ngập hỏa năng, đối với võ giả bình thường, đây là hỏa độc, cho nên giá trị khá thấp. Không thấp lắm. Hai người kích động nói, đây là 20 điểm thần ma, nếu như lấy hết từ người của Thiên Viêm Tinh, thế thì chẳng phải là sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Hỏa Nguyên Tinh này, ngươi có bán không? Giang Thái Huyền nói. Không bán, bọn ta còn muốn hỏi Trần tiến sĩ một chút. Long Hạo nói xong, nhìn về phía Lạc Thanh Phong, ta đi huyền giới một chuyến. Long Hạo truyền tống trở lại, mặc dù tính luôn chi phí truyền tống, chuyến này căn bản không kiếm lời nhưng chuyện kiếm lời nằm ở tương lai về phần nghiên cứu ra một phần chất xúc tác đó thì sao đó là chuyện bất khả thi mặc dù trong chất xúc tác này bao gồm một ít đồ vật từ thế giới khác nhưng hơn phân nữa là dược liệu của hai giới bọn họ có thể nghiên cứu ra thông tin này nhưng tuyệt đối không thể nghiên cứu ra được dược liệu của hai giới cùng lắm thì tìm kiếm được đồ vật thay thế nào đó có dược tính tương tự thôi nhưng có một chút đồ vật đã bị trần hân nghiên mã hóa trừ khi trần hân nghiên nói ra hoặc là mời được trương tam phong phân tích bằng không thì căn bản không ra được đây cũng là nguyên nhân mà trần hân nghiên dám tùy tiện đưa cho bọn họ không sợ bọn họ nghiên cứu hiện tại trần hân nghiên cũng biết tầm quan trọng của tiền đây là một cái cây rụng ra tiền nếu như kỹ thuật bị người ta học trộm chẳng phải là nàng sẽ khóc không ra nước mắt hay sao mà lần này long hạo lễ phép hơn rất nhiều chủ động gõ cửa thì ra là ông trùng lần này ông trùng đến đây là có chuyện gì bitera đã thân quen vội vã mỉm cười nên đón người này không thể nào là cái loại nghèo rất mồng tơi như long vân đại đế mà người này chính là ông trùng bất động sản là kẻ có tiền sau này còn phải trông cậy vào hắn tài trợ nữa đồ tốt mà ta tặng cho các ngươi tới rồi đây long hạo nói đồ tốt gì lẽ nào ông trùng lại muốn lấy máu sao hai mắt bitera tỏa sáng sắc mặt của Long Hạo tối sầm lại, mấy tên các ngươi, chỉ biết lấy máu thôi sao. Lần này ta mang đến cho các ngươi một khối hỏa nguyên tinh, các ngươi nhìn xem, có thể nghiên cứu ra thứ gì hay không, với lại ta muốn mua một ít chất xúc tác. Long Hạo nói, giá thành chất xúc tác quá cao, mỗi phần chí ít bán tới 500 điểm thần ma, bọn ta mới có thể có chút lợi nhuận, với lại Trần Tiến Sĩ đang suy nghĩ biện pháp cải tiến. Di Tê Ra thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ cần có, thì cứ bán cho ta trước, càng nhiều càng tốt. Long Hạo nói, về phần chất xúc tác sau khi cải tiến, ta cũng muốn nó. Có bọn ngu thiên viêm tinh kia mua hàng, số lượng càng nhiều, thì hắn mới có thể kiếm lời. Nếu ông Trùng đã nói như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chế tác cho ngươi. ra nói, dừng một chút, lại nói tiếp, một ngày, bọn ta chỉ có thể chế tác ra một vạn phần, ở đây còn có một nghìn phần, ông Trùng lấy trước đi. Được, Hỏa Diễm Tinh Thạch cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra thứ gì đó, lần này nghiên cứu tinh thạch, xem như ta tài trợ, nhưng ta muốn có một phần về thành quả." Long Hạo nói. "Chuyện này, bọn ta chỉ phụ trách nghiên cứu, về phần đầu tư tài trợ, ngài cần trao đổi với hai nhà tài trợ Diệp Đạo, Hứa Trường Thông." Bitera suy nghĩ một chút rồi nói. Long Hạo gật đầu, truyền tin trao đổi với hai người đó một phen, nói, đã giải quyết xong lấy được thẻ hội viên rồi, ta chuyển tiền cho ngươi. Long Hạo trực tiếp rời đi, không bao lâu, đám Long Vân Đại Đế cũng tới, tất cả đều muốn chất xúc tác. Bi Tê Ra ngay dạy ra, nhìn đơn đặt hàng trong tay, áp lực thật lớn, các ngươi đều muốn, nhưng chúng ta không làm hết được. Khoa học, quả nhiên là chính đạo, thần học chó má, nhìn xem đơn đặt hàng của ta, nếu như ta làm hết toàn bộ, ít nhất kiếm được mấy chục vạn điểm thần ma, sau này trên con đường thành thần còn có chỗ cho ta. ra kích động nói. Nghiên cứu của thần học là vì cái gì, còn không phải là vì nâng cao võ đạo, thế nhưng nghiên cứu của thần học chỉ là đang phí tiền. Cho dù là cơ giáp hay là chiến hạm, tùy tiện chế tạo ra một cái thì lượng tài nguyên tiêu hao đủ để cho một vị hoàng giả đỉnh phong thành đế, mà nếu dùng toàn bộ tài nguyên đó mua thiên địa đan, quy tắc chi hỏa, thì cũng đủ để cho đại đế tiến thêm một bước. Thế nhưng bị bọn họ dùng để làm ra một đống đồ phế thải, đây chính là lỗ vốn. Cơ giáp, chiến hạm, chúng còn có thể liên tục đẻ ra tiền được sao? Đương nhiên là không được, mỗi lần khởi động đều cần năng lượng, mà những năng lượng này thì chỉ đủ khiến cho bọn họ mạnh lên một ít. Không ngờ là, nhiều năm qua, ta lại đang đốt tiền, ta đúng thật là một tên tán gia bại sản. Vẻ mặt của Bitera hổ thẹn, tràng chủ nói rất đúng, khoa học mới là con đường phát triển chính xác nhất. Đây chỉ mới là khởi đầu, liền có nhiều đơn đặt hàng như vậy, nếu như sau này nghiên cứu ra được sản phẩm tốt hơn, thì sẽ kiếm được càng nhiều tiền và địa vị của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Chờ ta trả xong tiền phạt thì sẽ trở thành một cư dân bình đẳng và hợp pháp chính thức, sau này buôn bán kiếm lời rồi ta cũng có thể trở thành ông trùng. Bitera ôm một đống đơn đặt hàng, mở sách khoa học ra, giờ là lúc triển khai bước tiếp theo, bố trí dây chuyền sản xuất, chế tạo ra nhà xưởng tốt nhất, sản xuất chất xúc tác hàng loạt kết nối với thiên võng, tuyên bố thông báo tuyển dụng, trạm nghiên cứu khoa học, thông báo tuyển dụng nhân công, mỗi khi hoàn thành một thành phẩm sẽ kiếm được một điểm thần ma, làm nhiều hưởng nhiều, mỗi ngày có ít nhất một vạn phần, cần tuyển 20 người. Mỗi ngày một vạn phần, chính là một vạn điểm thần ma, 20 người, mỗi người có thể chia ra 500, mà đây mới chỉ là ít nhất ư. Thiên võng bùng nổ, đây mới chỉ là thu nhập một ngày mà thôi, hơn nữa làm nhiều hưởng nhiều, bọn họ đều là võ giả hoàn toàn có thể làm việc không biết ngày đêm, nếu làm một tháng thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ. Bitera, đi mời thạch cơ nương nương, giúp ta truy xuất một ít thông tin khoáng thạch. Trần Hân Nghiên đi ra. Trần Tiến Sĩ, chúng ta có thể nghiên cứu chậm lại một chút được không? Thần sắc của Bitera vừa hưng phấn lập tức tối sầm lại, vẻ mặt đau khổ, bọn ta còn chưa trả xong tiền phạt, ngươi thuê người thì sẽ khiến cho bọn ta nợ tiền mất. Trần Hân Nghiên trầm mặt một chút rồi nói, Khoa học, chúng ta là vì khoa học, tất cả chi phí đều không tính là gì cả. Hự. Không tính là gì ư? Nếu như nợ tới con số trên trời, bọn ta làm công cả đời cũng không trả nổi đó có biết không hả? Petera rất bất đắc dĩ, nếu không phải thấy hy vọng có thể kiếm lời từ khoa học thì hắn chắc chắn sẽ mặc kệ. Trong khoảng thời gian này tiền kiếm được từ việc nghiên cứu còn chưa đủ để thuê cường giả của đạo tràng. Rất nhiều khoáng thạch, dược liệu phương thuốc dân gian trận pháp mà chúng ta không hiểu do đó chúng ta cần người của thần ma đạo tràng đến hỗ trợ và giải thích tiền thuê chí ít cũng mất mấy chục vạn điểm thần ma riêng vị thạch cơ này thì tốn tới trăm vạn điểm lại tính thêm tiền phạt nữa thì áp lực thật sự là rất lớn nếu như tiền kiếm được từ việc nghiên cứu khoa học đều là của bọn hắn thì còn ổn nhưng còn có hai nhà tài trợ diệp đạo và hứa trường không đang ngồi chờ chia tiền kia nữa bitera vừa lóe lên kích động trong nháy mắt liền tiêu tán, rồi lắc đầu, truyền tin ra ngoài, hai vị nhà tài trợ, ta cần thuê thêm người. Diệp đạo, Hứa Trường Không. Tiền của bọn ta cũng không phải vô tận, có phải là các ngươi đang lừa đảo không vậy? Tiền đầu tư của bọn ta còn chưa hoàn vốn, ngươi lại muốn thuê thêm người nữa ư? ra cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Trần Hân Nghiên, Trần Hân Nghiên bình tĩnh mở miệng, chất xúc tác cải tiến, còn có mấy thứ như trúc cơ, Trường Sinh liền tùy thuộc vào lần thuê người này, nội trong hai ngày sẽ có kết quả. Truyền tin tức ra ngoài, hai người cắn răng, thuê thạch cơ, mời thạch cơ nương nương qua nhìn khoáng thạch gì đó, trợ giúp Trần Hân nghiên nghiên cứu. Người của thiên viêm tinh chưa hiểu rõ lắm khoa học đến tục cùng là thứ gì, nhưng thấy được sự thần kỳ của chất xúc tác, bọn họ đã biết rằng khoa học quả thực có thể khiến cho bọn họ cuộc khởi, giúp cho bọn họ trở nên cường đại. Bọn người yên tuyết hàng trở thành nhà khoa học vĩ đại, thỏa thích bày ra tài năng lừa đảo của mình, bán những chất xúc tác này cho người của thiên viêm tinh. Thứ này, phải cần số lượng lớn, sử dụng lâu dài. Yên Tuyết Hàng nói, số lượng ít, sẽ không giúp ích gì nhiều đâu. Đương nhiên, hỏa diễm đại đế gật đầu, không chút do dự nói, bọn ta sẽ dùng hỏa nguyên tinh để giao dịch, các ngươi có bao nhiêu thì ta muốn bấy nhiêu. Ngươi muốn bao nhiêu thì bọn ta có bấy nhiêu. Yên Tuyết Hàng tự tin nói, Nhà khoa học của bọn ta sáng tạo ra được vô số sản phẩm, đây chỉ là một trong số đó. Hả? Hỏa diễm đại đế mỉm cười, nói, không biết ngươi có thể cho ta biết, còn có sản phẩm nào khác hay không? Đương nhiên là có. Yên tuyết hàng ngạo nghễ nói, nhưng chợt nói tiếp, có điều, ta cần mượn sách khoa học đọc thử. Trong nháy mắt, hỏa diễm đại đế đã ngậm miệng, sách khoa học sao? Đừng có hồng. Yên tuyết hàng cũng không nói nhiều, nàng ta cũng không muốn đọc, chỉ là muốn để cho hỏa diễm đại đế ngậm miệng, đâu còn sản phẩm gì mới nữa, tất cả chỉ là nàng ta thuận miệng nói ra mà thôi. Không ngờ là trong thế giới của các ngươi, khoa học đã phát triển đến bậc này. Hỏa diễm đại đế nhìn dược liệu đang sinh trưởng, cảm thán nói. Sự thần kỳ của khoa học, các ngươi không biết, phương pháp tốt nhất vẫn là giao sách khoa học cho bọn ta, bọn ta tuyệt đối sẽ thành tâm giúp các ngươi. Yên Tuyết Hàng nói, dừng một chút, nói tiếp, ngươi cũng thấy, thực lực của chúng ta cường đại như vậy, nhưng không có vận dụng vũ lực. Hỏa diễm đại đế ý vị thâm trường nhìn qua Yên Tuyết Hàng, nhẹ giọng nói, Yên Tiến Sĩ, ngươi thật cho rằng, thiên viêm tinh ta chỉ có một vị đại đế là ta sao? Hả? Đôi mắt của Yên Tuyết Hàng lóe sáng, nói, cho dù có mấy vị đại đế, cũng không ngăn được bọn ta. Đương nhiên không ngăn được, nhưng hiện tại nếu như các ngươi động thủ, phái thần học tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp bọn ta, trục xuất bên thứ ba. Hỏa diễm đại đế hờ hững nói, một chiếc bánh kem, tuyệt đối không cho phép có người nhúng tay. Yên tuyết hàng kinh thường nói, phái thần học kia giúp phế vật, thì có tài cán gì chứ? Yên tiến sĩ biết quá ít, ta chỉ có thể nói, muốn thắng thiên viêm tinh, còn có phái thần học, đó là người si nói mộng. Hỏa diễm đại đế hờ hững nói. Yên tuyết hàng trầm mặt không nói, thực lực của thiên viêm tinh mạnh như vậy sao? Hay là đang cố ý lừa ta? có điều chuyện này chẳng quan trọng nữa bọn ta chỉ đến đây làm ăn buôn bán mặc kệ ngươi mạnh hay không không động thủ thì thôi một khi động thủ thì bọn ta trong phút chốc liền sẽ triệu tập lực lượng của hai giới còn nữa yên tiến sĩ về sách khoa học ta khuyên các ngươi không nên dùng vũ lực bằng không thì ta thà hủy nó cũng sẽ không cho các ngươi hỏa diễm đại đế nói ngươi dám thần sắc của yên tuyết hàng tức giận trong lòng thì rất bình tĩnh Nàng chỉ cần diễn kịch, giả vờ rất quan tâm đến sách khoa học là được. Ha ha, ta chỉ là nói thử một chút. Hỏa Diễm Đại Đế thấy Yên Tuyết Hàn tức giận, cười lớn một tiếng, nói, "Chúng ta cứ hợp tác như vậy đi, nếu thấy các ngươi đủ thành tâm thì ta có thể cho các ngươi một hai trang. Mong là chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Yên Tuyết Hàn trầm mặt trong phút chốc, cắn răng nói, dừng một chút, rồi nói tiếp, "Đều thuộc huyết mạch viêm đế, bọn ta hy vọng các ngươi có thể cuộc khởi đa tạ yên tiến sĩ trên mặt hỏa diễm đại đế đầy ý cười nhưng trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ yên tuyết hàng rời đi thần sắc của hỏa diễm đại đế trở nên lạnh lùng phía trước có sói đằng sau có hổ con đường của thiên viêm tinh thật quá khó đi thân thích gì chứ hắn không tin kể cả thật sự là thân thích thì ai mà biết bọn thân thích này có tâm tư gì tất cả các ngươi đều đến vì sách khoa học trong lòng hỏa diễm đại đế cảnh giác đám người này Ba câu liền đề cập đến sách khoa học, hiển nhiên là muốn giành được sách khoa học. Đây chính là truyền thừa của lão tổ tông Viêm Đế, sao ta có thể cho được? Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác, chỉ cần là hỏa diễm nhân, đều sẽ có võ giả đi làm ăn buôn bán, không thể cho quá nhiều chất xúc tác ở một chỗ mà cần phải phân tán ra. Một đám hỏa diễm nhân lấy được chất xúc tác, quả quyết tặng cho bọn nội ứng để cho bọn họ nghiên cứu. Lão tổ không cách nào phân biệt được lượng thông tin lớn này trong kho dữ liệu của thần học cũng không có thông tin rất nhanh truyền đến nội ứng của hỏa diễm nhân bất đắc dĩ trả lời có ý gì hỏa diễm đại đế khó hiểu dược liệu trong chất xúc tác này đều đến từ thế giới của bọn họ chúng ta chưa từng tiếp xúc qua nội ứng trả lời có thể dùng dược liệu thay thế khác không hỏa diễm đại đế nhíu mày trông cậy vào bọn họ tạo ra những dược liệu này đó là chuyện bất khả thi. Vậy bọn ta thử một chút, hẳn là có thể, kho dữ liệu của thần học rất phong phú, ta đang tìm thử. Nội ứng các đức liên lạc. Viêm Linh âm thầm tìm tới Viêm Liệt, nghiên cứu thế nào rồi? Tạm ổn. Viêm Liệt bình tĩnh nói, được rồi, các ngươi đang tìm thần ma đạo tràng, phải không? Đúng vậy, thần ma đạo tràng cực kỳ quan trọng, kết hợp với khoa học, có thể giúp cho chúng ta cuộc khởi. Viêm Linh nói thần ma đạo tràng cách đây không xa thế nhưng ta cũng không nghĩ rằng khoa học có thể kết hợp với đạo tràng viêm liệt nói khoa học không thể kết hợp với đạo tràng viêm linh nhíu mày ngươi từng tới đạo tràng rồi sao ở đó có cái gì thế đạo tràng có rất nhiều thương phẩm cần tiền để mua mà tiền chính là điểm thần ma nguyên điểm thần ma những thương phẩm đó cực kỳ thần kỳ có thể tăng cường thể chất huyết mạch linh hồn tu vi thậm chí là giúp cho hoàng giả đột phá đại đế. Viêm liệt nói, nhưng lại cần điểm thần ma, chứ không phải khoa học. Tiền của đạo tràng kiếm bằng cách nào? Viêm linh hỏi. Bán đồ vật có giá trị, tỉ như khoáng thạch, dược liệu đều có thể đổi thành điểm thần ma và nguyên điểm thần ma. Viêm liệt nói. Dược liệu cũng được à? Viêm linh trầm giọng nói. Viêm liệt gật đầu, mê mẩn nhìn viêm linh, nói, tộc trưởng, ngươi còn chuyện gì nữa không nếu không còn thì ta đi nghiên cứu ghen học tiếp đây ta muốn tạo ra sinh linh hoàng mỹ ghen học ư chế tạo sinh linh hoàng mỹ sao viêm linh hơi ngẩn người sắc mặt lập tức liền thay đổi tộc trưởng có phải ngươi đang rất kích động hay không có phải là rất mong mỏi đúng không chỉ cần ta nghiên cứu kích động sao mong mỏi á sắc mặt của viêm linh rất đặc sắc thiên biến vạn hóa nghiến răng nghiến lợi nói bản tộc trưởng rất là kích động rất mong mỏi hận không thể giết ngươi mẹ nó ngươi có bị ngu không thần ma đạo tràng thần kỳ như vậy có tiền liền có thể mua được mà tiền thì bán dược liệu là được mẹ nó ngươi không đi nghiên cứu chất xúc tác cho thật tốt vào mà ngươi lại ở đây nói với ta cái gì mà ghen học chế tạo sinh linh hoàng mỹ à ngươi có chắc đầu óc của ngươi không có vấn đề không sau khi viêm liệt bị đánh một trận Viêm Linh liền thở phì phì rời đi, trước khi đi cũng không quên cắn răng, nói, tốt nhất là ngươi làm ra chất xúc tác cho ta, nếu không thì ông đây sẽ lột da ngươi. Tên ngu như ngươi, sao ta lại chọn ngươi làm nội ứng chứ? Nhìn xem các tộc khác, bọn nội ứng đều tập trung nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chất xúc tác, mà tới ngươi, thì lại đi liều mạng nghiên cứu cái ghen học gì đó. Viêm Linh nổi giận, nhưng cũng không dám đi quá xa, tộc đàn của hắn, chỉ có tên nội ứng viêm liệt này là thành công nhất, nếu như thật sự đánh hắn sẽ không ai ở đây làm nội ứng nắm thông tin về thần học trong tay nữa tạm biệt viêm liệt viêm linh liền trực tiếp đi tới địa điểm của thần ma đạo tràng hắn muốn nghiệm chứng những gì viêm liệt nói có phải là thật hay không nếu như là thật ông đây sẽ trở lại đánh ngươi thêm một trận trong lòng viêm linh thầm nghĩ lửa giận vẫn chưa có lắng xuống thần ma đạo tràng viêm linh nhanh chóng tiến đến giang thái huyền thì đang ngồi ở trước cửa thấy hắn đến mặt mang theo ý cười, chào mừng đến với thần ma đạo tràng, bản tràng chủ là Giang Thái Huyền. Thần ma đạo tràng Thân thể của viêm linh chấn động, nhìn bản hiệu, mang theo vẻ cực kỳ khiếp sợ. Đi theo ta Giang Thái Huyền đứng dậy, dẫn viêm linh vào trong đạo tràng, bắt đầu chiếu tivi, giới thiệu thương phẩm của đạo tràng. Đây là tivi, một loại sản phẩm nhỏ của khoa học kỹ thuật, không cần ngạc nhiên. Nhìn tivi, viêm linh hơi hoảng hốt, sắc mặt rất mất tự nhiên. Dược liệu tiên thiên rẻ đến vậy sao? Trong TV, giá niêm yết của đủ loại tài nguyên đều có, viêm linh ngay dạy ra, một tài nguyên cấp tiên thiên, chỉ mất một điểm thần ma ư. Còn tài nguyên của đại đế thì chỉ mất 50 vạn thôi sao? Mặt giang thái huyền không biểu tình, gật đầu, khoa học kỹ thuật phát triển, sản xuất hàng loạt, linh dược rất mắc sao? Ở một thế giới nào đó, chất xúc tác liên tục được sản xuất, một ngày thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm. Rầm. Viêm Linh nuốt nuốt nước bọt, trong mắt vô cùng kinh sợ, chất xúc tác đế phẩm á. Con mẹ nó, bọn dị giới thân thích này, rốt cuộc phát triển tới trình độ nào? Ngươi có thể mua một món thương phẩm dùng thử. Giang Thái Huyền hờ hững nói. Hỏa nguyên tinh có giá trị không? Viêm Linh lấy ra một khối hỏa nguyên tinh. 20 nguyên tệ. Giang Thái Huyền nói đây là 500 khối, cho ta một viên thần ma đan. Viêm Linh gấp rút nói. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, lấy thần ma đan ra giao cho Viêm Linh. Viêm Linh vội vã ăn vào và luyện hóa, cảm nhận được một tí sức mạnh, hơn nữa, không có tác dụng phụ gì, nhất thời trầm mặt. Sao vậy, không hài lòng à? Giang Thái Huyền nhíu mày, chuyện này không đúng, võ đạo tu luyện bình thường, lần đầu tiên dùng thương phẩm của đạo tràng, không có mấy người có thể tỉnh táo lại, tố chất tâm lý của tên viêm linh này tốt đến vậy sao sắc mặt của viêm linh hoảng hốt không phải hắn không hài lòng mà là trong lòng không cách nào bình tĩnh được thương phẩm ở đây thần kỳ như thế vậy mà viêm liệt lại đi nghiên cứu ghen học sao chờ ta trở về sẽ tìm cha ngươi để xem có đánh chết ngươi hay không nội ứng ngày nay là do nằm vùng nhiều quá nên hóa thành đồ ngu hay sao nếu như nghiên cứu ra chất xúc tác sớm một chút thì sẽ giống như đám dị giới thân thích mỗi ngày thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm còn lo lắng gì nữa thành thần thì có tính là gì ngươi còn muốn gì khác nữa không giang thái huyền lại hỏi tiếp không ta muốn yên tĩnh lúc này trong lòng viêm linh rất đau đớn chỉ để lại một câu nói rồi trực tiếp rời đi hắn phải truyền chuyện ở thần ma đạo tràng ra ngoài thuận tiện mở một đại hội công khai xử tội tên nội ứng viêm liệt ngu ngốc viêm linh trở lại hang ổ của mình trực tiếp đưa tin cho hỏa diễm đại đế lại truyền tin cho các hoàng giả khác để cho bọn họ qua đây rất nhanh đám người hỏa diễm đại đế đến nói thẳng ngươi nói ngươi tìm được thần ma đạo tràng à không phải là ta tìm được là viêm liệp tìm được trạng thái lúc này của viêm linh còn chưa được khôi phục vẫn có chút hoảng hốt tên viêm liệp kia lập được một công rồi hỏa diễm đại đế nói con trai của ta tìm được hả tốt lắm không hổ là con trai của ta một vị hoàng giả ngạo nghễ nói da mặt của viêm linh giật giật nhìn về phía vị hoàng giả này hiện tại ta chỉ hận không thể giết con trai của ngươi hả tộc trưởng có phải ngươi hồ đồ rồi không con trai của ta lập công lớn mà vị hoàng giả này bất mãn nói con trai của ngươi lập công cái rắm con trai của ngươi không nghiêm túc làm việc không đi theo chính đạo vẻ mặt của viêm linh tức giận chỉ cần có tiền là có thể mua được thương phẩm của thần ma đạo tràng mà tiền là cái gì là điểm thần ma là hỏa nguyên tinh là dược liệu là đủ loại tài nguyên con trai của ngươi không đi nghiên cứu chất xúc tác mà lại đi nghiên cứu ghen học đây không phải là đồ khốn thì là gì vị hoàng giả này có tiền liền có thể mua ư nghiên cứu ghen học hả trước tiên nói về thần ma đạo tràng một chút hỏa diễm đại đế bình tĩnh nói ta dẫn các ngươi tới đó. Viêm Linh thở dài một tiếng, rồi dẫn theo bọn họ đi tới thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền còn chưa hiểu, sao tên Viêm Linh này lại đột nhiên rời đi, sau đó Viêm Linh liền kéo theo đám người tới. Tràng chủ, mau cho ta xem tivi. Viêm Linh nói với vẻ gấp rút. Tivi được chiếu, giới thiệu thương phẩm của đạo tràng lần nữa, đám người hỏa diễm đại đế ngơ ngác, ở đây có tiền là có thể mua được, thảo nào trong sách khoa học ghi chép kỹ thuật trồng trọt không dùng đất, kỹ thuật xúc tác, kết hợp với thần ma đạo tràng, có thể khiến cho võ đạo nhanh chóng tăng cao, giúp cho võ giả cuộc khởi. Bọn dị giới thân thích kia, đều thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm. Trong lòng viêm linh đang rung đẩu. Một đám hỏa diễm nhân. Chẳng phải đám dị giới thân thích có chút quá lợi hại hay sao? Thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm, còn cướp đoạt sách khoa học với chúng ta, các ngươi mau mau thành thần không được à? Ta muốn đi giết chết con trai của ta Rồi sinh đứa khác Một vị hoàng giả yếu ớt nói Đi thôi Viêm linh vỗ vỗ vai của hoàng giả Không có một chút ý định ngăn cản nào Loại nhi tử đó ngươi còn muốn giữ lại làm chi Sớm một lần bóc chết hắn cho rồi Khụ Dù sao hắn cũng là con trai của ngươi Coi như bỏ qua cho hắn đi Chúng ta giáo dục lại là được Hỏa diễm đại đế ho nhẹ một tiếng Nói Bây giờ chúng ta làm gì đây? bán hết toàn bộ tài nguyên và hỏa nguyên tinh trong tộc sao? Viêm Linh nói. Không, các ngươi đi theo ta. Hỏa diễm đại đế mang theo người rời đi, lần nữa trở lại hang ổ của Viêm Linh. Hỏa diễm đại đế liếc nhìn toàn cảnh, trầm giọng nói, chúng ta muốn mua chất xúc tác, càng nhiều càng tốt, học trộm kỹ thuật của dị giới thân thích, đây là kỹ năng học trộm từ sách khoa học. Nhưng, bọn họ chỉ bán cho chúng ta chất xúc tác tiên thiên. Viêm Linh bất đắc dĩ nói không thành vấn đề chờ chúng ta nghiên cứu ra được chất xúc tác tiên thiên liền mua thêm chất xúc tác cao hơn từ bọn họ chỉ cần sách khoa học còn ở trên tay chúng ta bọn họ cũng không dám đắc tội với chúng ta sẽ bị chúng ta bào mòn tới chết hỏa diễm đại đế ngạo nghễ nói thứ mà bọn họ muốn chính là sách khoa học chỉ cần một ngày không cho bọn họ thì bọn họ sẽ không chịu rời đi mà trái lại sẽ tìm và thiết lập quan hệ với chúng ta hơn nữa nếu như không mua được đuổi chúng ta khỏi thần học thì chúng ta sẽ kiên quyết phản kháng. Lão Tổ nói có lý, chờ chúng ta học xong kỹ thuật của bọn họ, chúng ta cũng có thể cường đại giống như bọn họ. Bọn hoàng giả này kích động nói. Hỏa diễm đại đế thỏa mãn gật đầu, kế tiếp, tài nguyên mà chúng ta gom góp được, chúng ta đều đã biết giá cả, bọn họ đừng có hồng lừa được chúng ta. Trên bầu trời, Yên Tuyết Hàng và Linh Kiếm Đế nhìn xuống phía dưới, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười, tràng chủ vẫn là người tốt, giúp chúng ta một tay đi lừa gạt bọn họ. Đúng vậy, thương phẩm của đạo tràng, bọn họ biết giá cả của linh dược, nhưng giá cả của chất xúc tác còn không phải do chúng ta quyết định sao. Linh kiếm đế cười nói, thu được một lượng lớn linh được đế phẩm ư. Nếu ta có nhiều như vậy, thì ta còn chạy đi tìm bọn chúng làm ăn buôn bán chi nữa. Nếu như thật có thể thu được lượng lớn linh dược đế phẩm, thì bọn họ đã ngồi chờ thành thần rồi, cần gì phải chạy đi bán chất xúc tác làm chi. Long Hạo và Lạc Thanh Phong nhận được tin tức của mấy vị đại đế, liếc nhìn nhau, Long Hạo mang theo Lạc Thanh Phong, trực tiếp đi tới đạo tràng, "Đi, theo ta đi đạo tràng." "Đi đạo tràng làm gì?" Lạc Thanh Phong nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. "Thần ma đạo tràng." Giang Thái Huyền thấy Long Hạo đang vội vã chạy tới, nghi hoặc nói, "Các ngươi tới đây làm gì?" "Tràng chủ à, ngươi dẫn bọn họ tới đây, làm chúng ta không cách nào lừa được tiền của bọn họ." long hạo lại bắt đầu kêu cha gọi mẹ ta từng đãi ngươi một bữa cơ mà thôi đi chân của một con mang thú mẹ nó ngươi vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay ta cũng thật sự phục ngươi giang thái huyền tức giận nói được rồi ta biết ngươi tới đây làm gì đây là đồ mà ta chuẩn bị cho ngươi đa tạ tràng chủ sau này ngươi muốn chơi cái gì ta sẽ mời khách tới không hạn chế thế giới long hạo hưng phấn nhìn bản kế hoạch nhưng vẽ mặt lại ngay ra công việc bán thời gian của bọn ta là bán chất xúc tác, còn công việc chính là bán máy móc á. Chắc chắn sẽ phát tài sao? Phát tài ư? Sao có thể phát tài được chứ? Cùng lắm thì kiếm được chút giá trên lệch thôi. Lạc Thanh Phong biểu môi. Giang Thái Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, khoa học là một thí nghiệm thần thánh và nghiêm cẩn, một sai số nho nhỏ cũng có thể gây ra thất bại. Thế thì nó có liên quan gì tới máy móc? Long Hạo tỏ vẻ khó hiểu. Làm khoa học, phải có máy móc, có một vài máy móc quá giỏm, xuất ra số liệu không chính xác, sai số quá lớn, cho nên sẽ thất bại, bọn họ cần máy móc tốt hơn. Giang Thái Huyền nhàn nhạt nói, hơn nữa, cũng có thể bán một ít kỹ thuật nồng cốt cho bọn hắn, những kỹ thuật nồng cốt này có thể tiết lộ ra ngoài một chút. Vẻ mặt của Long Hạo bừng tỉnh, ta hiểu rồi, bán máy móc trước, mua xong máy móc vẫn không thành công, thì đó chính là vấn đề về kỹ thuật, kỹ thuật nồng cốt tùy tiện sửa lại một chút cho bọn hắn để cho bọn họ tự mày mò tới lúc đó cũng sẽ lừa được không ít tiền nha sắc mặt của giang thái huyền tối sầm lại ta chỉ nói là tiết lộ một chút chứ không có kêu ngươi sửa lại mà thế thì có thể nghiên cứu ra cái đếch gì chứ thí nghiệm thất bại liệu sẽ xuất hiện vụ nổ lớn nổ chết người ta hay không đúng vậy giá trị của một máy móc chế tạo hết sức đắt đỏ hàng cấp thấp bán cho hắn cũng phải mười mấy vạn một cái còn hàng cao cấp, không có mấy chục vạn thì đừng nghĩ mang nó đi. Lạc Thanh Phong rất kích động, đây là cơ hội làm ăn đó. Tràng chủ vẫn có cách cơ đấy, không hổ là ôm trùng lừa đảo của chân hư giới. Nghiên cứu khoa học, nếu như có thể thành công, thì thiên viên tinh tuyệt đối có thể cuộc khởi, bị thần học xâm lấn là một tai nạn, nhưng cũng là một kỳ ngộ để cho bọn họ tiếp xúc với học thuyết này. Giang Thái Huyền nhìn dược liệu thúc đẩy sinh trưởng của mình, cấp tiên thiên là một nguyên tệ cũng không có ảnh hưởng tới sự trưởng thành của dược liệu. Đây thật sự là cơ hội làm ăn, con đường tắt để thành thần. Giang Thái Huyền suy tư, mang theo một chút vui sướng, cấp tiên thiên đều đã có, thế thì trúc cơ còn xa vời nữa sao? Người của thiên viêm tinh còn đang mua chất xúc tác, bọn nội ứng cố gắng nghiên cứu ra chất xúc tác, hy vọng có thể dùng đồ vật thay thế khác, mà viêm liệt thì ngoại lệ. Các ngươi đều đi nhầm đường, ghen học mới là ngành học vĩ đại nhất. Vẻ mặt của viêm liệt cuồng nhiệt, nếu như ta chế tạo ra sinh linh hoàng mỹ, lại dùng đồ vật tăng cường của đạo tràng thì đây mới là phương pháp hoàng mỹ nhất, có thể chế tạo ra một sinh linh vô địch thực thụ. Về phần chất xúc tác, thuận tiện nghiên cứu tiếp thôi, nhưng không thể làm lỡ tiến trình của ta, chỉ cần ta nghiên cứu ra sinh linh hoàng mỹ, thần học chó má gì chứ, tất cả đều sẽ bị ta đuổi ra khỏi thiên viêm tinh. Nếu như cha hắn biết, thì chắc chắn sẽ mặc kệ hắn có phải là nhi tử hay không và sẽ tới đây giết chết hắn. Không đi chính đạo, nghiên cứu chất xúc tác, mà lại tự ý đi nghiên cứu ghen học, đầu óc hắn chắc chắn có vấn đề. Còn chưa nghiên cứu ra sao? Hỏa diễm đại đế trao mày, tin tức truyền đến nói rằng đã tìm được đồ vật thay thế, nhưng không cách nào chế tạo ra chất xúc tác. Chất xúc tác mua được lúc trước đã bị bọn họ dùng hết, chỉ có thể mua thêm, để cho bọn họ nghiên cứu tiếp. Biết rõ thần ma đạo tràng là gì, nhưng vì kỹ thuật, bọn họ không thể không đổ tiền vào chất xúc tác tất cả đều là vì tương lai của thiên viêm tinh lẽ nào người của thiên viêm tinh ta so với đám dị giới thân thích lại kém nhiều đến vậy sao sắc mặt của hỏa diễm đại đế xấu xí người ta đều thu được một lượng lớn linh dược đế phẩm chúng ta có nhiều nội ứng như vậy nghiên cứu một chất xúc tác tiên thiên lẽ nào cũng không nghiên cứu ra được hay sao mặc dù khoa học của chúng ta vừa mới cất bước nhưng cũng có kho dữ liệu thần học ngàn năm qua làm nội tình hơn nữa có sự ủng hộ toàn lực của bọn họ, linh dược gì cũng đều không thiếu, sao lại không nghiên cứu ra được chứ? Xem ra, ta cần đi nghe trộn một ít thông tin. Hỏa diễm đại đế đang suy tư, tìm ai học trộn đây? Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên à? Hay là Long Hạo và Lạc Thanh Phong đây? Những người cấp đại đế, hắn không dám đến đó, nếu đến liền sẽ bị phát hiện, nếu như bị bắt quả tang thì mất mặt lắm. Chọn bọn họ vậy hỏa diễm đại đế đang nghe truyện trên tv audio cv suy nghĩ một chút đi tìm thang nguyệt lộ và tiêu thiên trước nếu không nghe được tin tức có ích gì thì mới đi tìm long hạo và lạc thanh phong bấy giờ hai tên này đang cười trộn trong một căn nhà đá tên ngu này vẫn còn đang hy vọng có thể nghiên cứu ra chất xúc tác kìa ha ha ngu xuẩn đây là thành quả nghiên cứu của chúng ta không có chúng ta chỉ bảo sao bọn họ có thể nghiên cứu ra được lạc thanh phong cũng cười nói Hỏa diễm đại đế vừa đi tới, trong lòng nặng nề, quả nhiên là có chuyện, bọn dị giới thân thích này, thủ đoạn phòng hộ rất tốt. Được rồi, ngươi nói, bọn họ dùng máy móc củ nát của thần học, thì bao giờ mới nghiên cứu ra được thế? Lạc Thanh Phong nháy mắt mấy cái, hỏi. Chắc là 10 năm, 8 năm, máy móc đó quá củ nát rồi, chỉ là sản phẩm phế thải của chúng ta mà thôi. Long Hạo biểu môi. 10 năm, 8 năm sau. Sản phẩm đào phải ư Sắc mặt của hỏa diễm đại đế hoảng hốt Mười năm, 8 năm, lâu như vậy Tới lúc đó bọn dị giới thân thích này đều phi thăng thành thần hết rồi á Phải biết rằng, bọn hắn có rất nhiều linh dược đế phẩm Còn có máy móc quá cũ nát nữa ư Thảo nào chúng ta không thể nghiên cứu ra được Bọn hắn dùng máy móc tốt hơn để tạo ra được chất xúc tác Còn máy móc của chúng ta thì quá lạc hậu Hứ, cẩn thận tai vách mạch rừng Lạc Thanh Phong làm ra một tư thế im lặng, vẻ mặt khẩn trương nói, đây chính là bí mật của chúng ta, không thể để lộ ra ngoài. Trong lòng Long Hảo nghiêm nghị, vội vã nghiêm túc gật đầu, là ta sơ xuất, ngươi yên tâm, năng lực cảm ứng của ta hết sức cường đại, coi như hỏa diễm đại đế tới, ta cũng có thể phát hiện. Hỏa diễm đại đế? Ta tới rồi, sao ngươi còn chưa phát hiện vậy? Năng lực chém gió của ngươi, suýt chút nữa hù chết ta đó đây là một thu hoạch lớn, trở lại suy nghĩ thêm một chút, làm sao lấy được máy móc tốt từ bọn dị giới thân thích này đây. Trong lòng hỏa diễm đại đế nói thầm một tiếng, ngự không rời đi. Hỏa diễm đại đế vừa đi, trong bóng tối, một con rắn mối nhỏ xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một gã nam tử trung niên, hỏa diễm đại đế đã rời đi, kế hoạch này của các ngươi thật sự có thể kiếm lời sao. Lão Tổ Tông, cứ tin ta. Long Hạo đắc ý ngẩng đầu, đây là Long Tích Đại Đế, là tổ tông mà bọn hắn quen biết trước đây trước khi bọn họ thành đại đế thì đây chính là một chỗ dựa vững chắc cũng chỉ có đại đế đi theo bọn họ mới có thể xác định có ai đến đây nghe trộm hay không kịp thời nói ra mấy câu nói đó kế tiếp chúng ta hẳn là trao đổi với người ngoài hành tinh một chút bán cho chúng ta một ít máy móc long hạo nói lần này có chút khó người ngoài hành tinh đã coi trọng máy móc hơn bất cứ thứ gì lạc thanh phong than thở nhưng nếu chúng ta muốn hàng thải bọn họ chắc chắn sẽ cho long hạo để lại một câu nói chạy tới thần ma đạo tràng truyền tống trở về đàm phán với trần hân nghiên chỉ là điều để cho long hạo phiền muộn chính là vừa vào cửa liền gặp ngay hai tên diệp đạo và hứa trường không các ngươi tới đây chi vậy long hạo nhìn hai người trong lòng không bình tĩnh sao hai tên này lại ở đây dịch huyền nguyên của các ngươi không phải cần đẩy mạnh tiêu thụ sao chúng ta đến xem thử chúng ta chính là nhà đầu tư phải kiểm tra một chút giám sát tiến độ nghiên cứu của đám người ngoài hành tinh này diệp đạo nói ngươi có chuyện gì à không có việc gì ta tới đây lấy chất xúc tác mà thôi long hạo cười gượng nói à đây là một vạn phần của ngươi mau nhận đi hứa trường không nói ta còn có việc muốn thương lượng với bối đặc lạc một chút Long Hạo thấy hai tên này không có ý định rời khỏi liền bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi có việc gì cứ nói thẳng, chúng ta đều là bằng hữu của nhau, sẽ không lừa ngươi. Hứa trường không vỗ bộ ngực nói. Sẽ không lừa ta sao? Ngươi có tin lời này của mình không? Long Hạo trợn tròn mắt, nói, ta muốn mua máy móc phế thải của các ngươi, tốt nhất là có thể chế tạo ra chất xúc tác. Muốn qua mặt hai người để nói chuyện với đám người đi tê ra, Long Hạo biết không đùa được nữa rồi hai người này ở đây rõ ràng đã nhìn ra hắn có chuyện cho dù bản thân có đi trước lần sau lại đến thì bọn họ nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho đám người bi tê ra chỉ hận chính mình lúc trước sau không đầu tư vào lại bị hai tên này cướp mất diệp đạo cùng hứa trường không cũng rất bất lực tiền của họ gần như bị những người ngoài hành tinh này dùng hết vì để tiến hành nghiên cứu mà cả cường giả của thần ma đạo tràng cũng phải liều mạng thuê cho bằng được hoàn toàn không coi tiền là tiền nếu không nghĩ ra cách kiếm chút tiền bọn họ nhất định sẽ phá sản. Chất xúc tác là loại tốt nhất, sản phẩm mới nhất, còn có thiết bị được chế tạo, các ngươi không phải muốn tự tạo sao? Diệp đạo lộ vẻ cảnh giác. Ngươi muốn kỹ thuật, có phải rõ ràng quá rồi không? Quang Minh chính đại đến chỗ ta mua chất xúc tác, còn mua thiết bị đến nữa. Bitera cũng không vui, tiền phạt của bọn ta chưa trả xong, còn nợ nần chồng chất, ngươi sẽ đến đào cả vốn liếng của bọn ta. Ngươi muốn mất chết bọn ta à? Long Hạo nhanh chóng giải thích, "Ta bán cho người Thiên Viêm Tinh, các ngươi bán cho bọn ta mấy thiết bị không đạt yêu cầu, hay mấy cái nào mà ít khuyết điểm chút, chỉ cần không để cho đám người ngoài hành tinh nghiên cứu ra là được." Nếu không giải thích rõ ràng khiến những người này hiểu lầm, chắc chắn sẽ không kiếm được đồng nào. Ba người giật mình, ra trầm trồ, "Tại sao ta lại cảm thấy đầu óc của các ngươi tốt hơn của bọn ta?" Bọn ta học qua thần học, không nói đến việc đã trải qua bao nhiêu thế giới, bản thân hắn ít nhất cũng tiến vào vài thế giới rồi có gì mà hắn chưa thấy chứ chỉ khi đối mặt với người của chân hư giới hắn mới thật sự bái phục hai mắt long hạo sáng lên nói mau đi các ngươi có bán hay không có thể bán trước một phần đặt ít cái gì đó các loại thiết bị không hợp chuẩn đương nhiên có thể cho ngươi nhưng tiền nhất định phải phân ba bên cho bọn ta bitera nói ba bên long hạo sững sờ ba bên nào ngươi ta còn có hai nhà tài trợ. Bitera nói, chia đều, hơn nữa phải khấu trừ giá vốn của thiết bị. Thiết bị này giá bao nhiêu? Long Hạo sau một lúc im lặng hỏi. Nó không đắt, cũng chỉ một vạn điểm thần ma, dù sao nó cũng chỉ là một công cụ xúc tác tiên thiên. Bitera nói, cũng được, nhưng nói rồi đấy, chia đều, hơn nữa bên ta cũng có đồng nghiệp. Long Hạo nói, tiền kiếm được một người một nửa, các ngươi phân một nửa bọn ta phân một nửa nếu không thì đừng nghĩ đến việc mua dụng cụ hứa trường không ngắt lời mẹ nó cái tên gà mờ ngươi có phải nghĩ rằng bên ta có nhiều người nên nên lập tức thay đổi quyết định long hạo trong lòng buồn bực nhưng cũng không sao dù sao bên hắn cũng không định thêm người thảo luận xong long hạo vui vẻ bỏ tiền mua thiết bị chỉ nghe pitera giới thiệu cái này mới bị đào thải linh kiện tiếp theo của ta cứ tình cờ đóng tắt một chút để bọn họ phát khóc ngươi cứ nói là linh kiện quan trọng nhất để họ mua lại nhân tiện giúp ta đưa mấy lời về thần học cho thiên viêm tinh bitera nói nói cái gì long hạo hỏi còn phải đưa mấy câu cho đồng hương của ngươi à hãy nói với họ nếu muốn phát triển khoa học đừng lãng phí tiền bạc nữa cơ giáp chiến hạm gì chứ nên được tháo dỡ sớm và gửi cho ta để chế tác thành thiết bị hoặc là bán đi Bitera nói: "Câu này sau này ngươi nói với bọn họ đi." Long Hạo đau lòng, ta đi nói mấy câu đó, bọn họ không đánh chết ta mới lạ, bây giờ đám đồng hương của ngươi ngay cả khoa học cũng không biết là cái gì, sao có thể cùng ta nói về việc phát triển khoa học chứ?" Long Hạo cầm thiết bị đi, lần này chỉ mang theo một cái thiết bị, trước tiên thăm dò chút xem có thể bán được hay không, một thiết bị thì có thể dễ giải thích hơn. Mang theo thiết bị đi đến nhà đá trước, Long Hạo suy nghĩ nói: Lạc Thanh Phong, ngươi đi ra ngoài đón sóng, hay là ta đi ra ngoài? Ngươi đi thì tốt hơn, ta thích hợp giả làm nhà khoa học hơn." Lạc Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Long Hạo gật gật đầu rồi leo ra ngoài, Lạc Thanh Phong nghiêm mặt bắt đầu thí nghiệm của chính mình, chỉ là làm qua loa thôi, dù sao chính hắn cũng không biết nên làm cái gì, bên cạnh lại bày ra một chất xúc tác, đây là thành phẩm hắn vừa làm, còn về việc người ngoài hành tinh có tin hay không thì hắn cũng không biết dù sao bản thân hắn cũng không tin. Long Hạo đang ở bên ngoài sống, vô tình vô ý đến các địa bàn lớn của hỏa diễm nhân đổi những thứ này lấy chất xúc tác. Bây giờ cơ bản ai cũng đã có thể thành viên, bọn họ có thể chuyển tiền cho nhau, hỏa diễm nhân muốn chuyển khoản nhưng Long Hạo nhất định muốn linh dược, ta muốn linh dược và hỏa nguyên tinh. Cũng được, dù sao các ngươi vẫn muốn bán tiền, thật là phiền phức. Viêm Linh biểu môi. Ngươi không hiểu. Long Hạo ngoắc ngoắc cái đuôi, vẻ mặt đắc ý, ta chỉ là khụ khụ, ngươi muốn moi tin của ta à? Ai muốn moi tin của ngươi, là ngươi tự nói đấy chứ. Viêm Linh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng trở nên cảnh giác, đúng vậy, tên này sao lại có thể phiền phức như vậy? Hẳn là có gì đó không ổn, những linh dược, hỏa nguyên tinh này chẳng lẽ muốn nghiên cứu khoa học? Lần trước cho ngươi hỏa nguyên tinh, ngươi nghiên cứu sao rồi? Viêm Linh hỏi. Nghiên cứu hỏa nguyên tinh? Ta quên hỏi rồi, trước đó chỉ lo mua thiết bị, ai mà có tâm trạng quan tâm chứ. Long Hạo vẻ mặt lãnh đạm, còn đang nghiên cứu. Ngươi muốn những linh dược này làm gì? Viêm Linh lại hỏi, bí mật lấy ra một cây dược liệu trường sinh đưa cho Long Hạo, nói như thế nào thì chúng ta cũng thân thích, đều là con cháu của Viêm Đế, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn người thân của mình bị ức hiếp à? Long Hạo im lặng, thu dược liệu trường sinh vào, không nói gì, nhưng hai mắt không ngừng chớp động. Viêm Linh nhìn hiểu rồi, lại lấy ra một dược liệu trường sinh đưa cho long hạo long hạo lúc này mới cảnh giác nhìn chung quanh hạ giọng nói ở đây an toàn không có thể ngăn đại đế nhìn trộm không viêm linh lắc đầu hắn chỉ là hoàng giả làm sao có thể ngăn cản được đại đế long hạo khinh thường nhìn hắn truyền âm nói vậy chỉ có thể truyền âm thôi chuyện này từ trong miệng ta nói ra từ tai ngươi nghe thấy tuyệt đối không thể truyền ra ngoài huynh đệ ngươi yên tâm Viêm Linh nhanh chóng truyền âm đáp lại, hỏa diễm tộc ta, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta lại thích nhất ngôn cửu đỉnh của các ngươi ghê, Long Hạo nghĩ trong lòng rồi lại truyền âm, sở dĩ lần này ta muốn linh dược là bởi vì ta đã ứng tuyển vào một chỗ chế tạo thiết bị chất xúc tác, chỉ cần có tài liệu, ta có thể tự chế tạo được. Ồ, huynh đệ quả nhiên là nhà khoa học vĩ đại, nhưng linh dược trong thế giới bọn ta cũng có thể tạo ra chất xúc tác sao? Viêm Linh kiếp sợ nói. Đương nhiên có thể, dược liệu cũng chỉ có mấy loại đặc tính đó thôi, thay đổi một chút là được. Long Hạo tự đắc nói, thiết bị của ta là tiên tiến nhất, có thể phân tích thành phần hoàng mỹ tỉ mỹ, lựa chọn vật thay thế thích hợp nhất, nếu nhiệm vụ không thành công thì thiết bị của ta cũng sẽ tự động tìm ra nguyên nhân, xác suất thành công cao tới 99%. Một thiết bị lợi hại như vậy ư? Viêm Linh khiếp sợ nói, quả nhiên, đám người thân dị giới rất lợi hại, thiết bị đều vượt qua cả thần học, cũng đúng, đây là thiết bị có thể tạo ra chất xúc tác. Nhìn đám người giúp thần học đi, căn bản là không làm ra được, chỉ biết mượn đồ mạnh này nọ để thăng cấp bản thân thôi, đều không thể tự sáng tạo, phối chế. Đương nhiên, đây là thứ mà ta rất vất vả mới xin vào được, tốn của ta hơn 10 vạn điểm thần ma đấy. Long Hạo tự hào nói. Hơn 10 vạn. Viêm Linh ngẩn ra, hơn 10 vạn có thể mua được thiết bị chế tạo chất xúc tác, đây không phải quá rẻ rồi sao? đây là chất xúc tác được tạo ra liên tục đó là nguồn thu nhập vô tận tôi tưởng đó là một nguyên điểm thần ma hóa ra chỉ có hàng trăm ngàn điểm thần ma nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của viêm linh trong lòng long hạo thầm nghĩ giá mình báo là cao hay thấp huynh đệ chúng ta thương lượng một chuyện người bán thiết bị kia cho ta được không viêm linh nóng lòng nói long hạo kiên quyết từ chối không thể cái này là ta rất vất vả mới mua được nếu lại bán thì càng đắt Viêm Linh nghe xong, trên mặt nở nụ cười, huynh đệ, ngươi xem ngươi có thể bán lại được không, ca ca ta không để ngươi chịu lỗ đâu, ta sẽ cho ngươi đủ tiền, ngươi lại có thể mua cái khác, sao hả? Cụ, cái này. Long Hạo do dự một chút, vẫn lắc đầu từ chối, ta biết ý của ngươi, nhưng việc tự bán thiết bị là một hành động phản bội, nếu ta bị phát hiện ta có thể bị bỏ tù, thậm chí bị giết. Ta hứa, sẽ không bao giờ truyền ra ngoài, huynh đệ, ngươi thương xót cho ca ca ta đi nhìn xem thân thích của chúng ta bị ức hiếp thành cái dạng gì rồi đều là con cháu của viêm tôn ngươi không thấy tức giận sao viêm linh vừa khóc vừa cầu xin lại bắt đầu kéo mối quan hệ rồi đấy đều là con cháu của viêm tôn mẹ nó ngươi đang đùa ta đúng không hai vị viêm hoàng đều là nhân tộc chân hư giới đều biết ta là long xà là yêu tộc long hạo biểu môi nhưng vẫn từ chối không được ta đi trước đây ở đây quá không an toàn ai biết được đám đại đế có nhìn trộm hay không. Viêm Linh ngẩn người, dứt khoát không kéo Long Hạo nữa, chuyện này đã quá rõ ràng, vì lo đám đại đế nhìn trộm nên không thể bán được, nhưng nếu có chỗ an toàn thì nhất định có thể bán cho hắn. Tin tức này nhất định phải truyền cho hỏa diễm đại đế, Long Hạo quá thận trọng, cũng đúng, đây là thiết bị chế tạo chất xúc tác, không thể không cẩn thận, bọn ta phải cẩn thận, không thể bị đám thân thích còn lại phát hiện. Viêm Linh nói thầm trong lòng, vội vàng đi tìm hỏa diễm đại đế bàn bạc cuối cùng quyết định làm ở nơi bảo tàng khoa học nơi đó có rất nhiều cơ quan bảo tàng khoa học cũng bị lấy đi thân thích của dị giới nhất định sẽ không nghĩ đến nơi này rất nhanh tin này truyền cho long hạo long hạo vẻ mặt sững sờ mẹ nó ta phải đề phòng ngươi tìm chỗ giao dịch ở đâu à đổi chỗ khác đi long hạo nói ai biết bảo tàng khoa học có thể truyền lại hay không nhiều đại đế bên chỗ ta đều tính đi dạo một vòng ở đó nơi đó chính là nơi bọn ta làm, đi vào đó giao dịch không phải là nói cho mọi người biết Long Hạo ta bắt đầu bán thiết bị sao. Ngươi làm vậy sao ta còn kiếm tiền được? Địa bàn của lão tổ kia. Viêm Linh lại đưa tin qua, thiên viêm tinh, ngoài bảo tàng khoa học ra cũng chỉ có nơi của hỏa diễm đại đế là an toàn nhất thôi. Đến nhà ta đi, tự mình giao dịch, đại đế nhà ngươi cũng đừng đến đây. Long Hạo suy nghĩ nói, đại đế nhà ngươi ở bên cạnh thì lúc nào cũng có đại đế nhìn chằm chằm đấy ta vừa đi thì đây sẽ là nơi đám đám đế không coi vào mắt nếu đại đế nhà ngươi đến đây cũng sẽ đưa cả đám người yên tuyết hàng đến vậy nên chúng ta cứ lén giao dịch là được rồi địa bàn của ngươi không phải là quá nguy hiểm sao viêm linh do dự nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất ta sẽ tìm cách đưa bọn họ đi long hạo nói dừng một chút lại nói tốt hơn là ngươi nên mang theo một thiết bị thần học đến đây như vậy ta sẽ nói là thiết bị hỏng rồi sẽ dễ dàng hơn để xử lý nó thần học đều không phải đã bị các ngươi đào thải sao muốn hư chẳng lẽ còn có thể hư tới độ như trước à viêm linh ngẩn ra ngươi nghĩ sao vậy ngu ngốc vậy ta có thể ăn miếng trả miếng nói hắn bán ta hàng giả lấy hàng hỏng hóc cho đủ số lượng để hắn bồi thường như vậy ta có thể đỡ tốn đi một chút long hạo nói dù sao bị các ngươi mua đi rồi, bọn họ cũng tìm không thấy. Huynh đệ đầu óc thật tốt, vậy ta lúc nào đến được? Viêm Linh khẩn trương nói. Giá này còn cần thương lượng một chút. Long Hạo nói, ta cũng không dễ dàng gì, mới tiêu 15 vạn điểm thần ma mới mua được. Ta cho ngươi 30 vạn điểm thần ma. Viêm Linh không chút do dự nói, chỉ cần có thể nghiên cứu ra chất xúc tác, mấy thứ này không tính là gì cả. Được, Sư Huynh đúng là bạn tốt, giờ Huynh tới đi, ta đã đưa bọn họ đi rồi. Long Hạo nói. Được rồi, ta lập tức đến ngay, ngoài ra, ta sẽ mang theo một thiết bị. Viêm Linh nói. Chờ ngươi đấy. Long Hạo cười đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong, ngươi đi trước đi, Long Tích Đại Đế ẩn nấp chờ mắt câu. Lạc Thanh Phong khẽ gật đầu, rời khỏi nhà đá, bắt đầu đùa dẫn khắp nơi, trong miệng lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng có ngày nghỉ rồi, để ta thư thái vài ngày, có thể ngủ một chút rồi. Rất nhanh, viêm linh đến để chuyển khoảng điểm thần ma, sau đó lấy ra một thiết bị, thiết bị của thần học, bọn họ cũng có, nằm vùng nhiều như vậy cũng không thể ăn không ngồi rồi, chỉ cần kéo một cái liền đến. 30 vạn điểm thần ma đến tài khoản, Long Hạo nhìn thiết bị, kiểm tra, hài lòng nói, thiết bị này có thể sử dụng, tốt lắm, đây là cách sử dụng thiết bị chất xúc tác. Cảm ơn huynh đệ. Viêm Linh cảm ơn một tiếng, kích động rời đi, bây giờ hắn đã rất cấp để những người học thần học bắt đầu nghiên cứu. Long Hạo cầm lấy tiền, trừ một vạn chi phí, tự mình kiếm lời được 14 vạn 5 nghìn, truyền tống trở về, số tiền này hắn không dám tham nhiều, đám nhà khoa học này có lợi như vậy, về sau còn phải trông cậy vào bọn họ nhiều. Truyền tống trở về, đưa thiết bị thần học cho ra, nhìn xem, đây là 14 vạn 5 nghìn điểm thần ma của các ngươi, đúng rồi, Trả lại cho nhóm các ngươi một thiết bị thần học, lần sau phí truyền tống có thể báo cho ta biết được không? Lần sau có thiết bị, phí truyền tống có thể hoàn lại cho ngươi. Biterra gật đầu, trực tiếp mở thiết bị, kiểm tra một chút, nói, tốt rồi, có rất nhiều số liệu chúng ta không có, có thể để chúng ta tiến hành nghiên cứu càng tốt hơn. Hỏa Nguyên Tinh lần trước, nghiên cứu như thế nào rồi? Long Hạo lại hỏi. Hỏa Nguyên Tinh hiện tại mới chỉ nghiên cứu ra ba sản phẩm. Ngươi có muốn nghe không? Bitera bình tĩnh nói. Đã nghiên cứu ra ba loại rồi à? Long Hạo sửng sốt. Loại thứ nhất, dịch hỏa nguyên, tăng cường năng lực lửa của con người. Loại thứ hai, tương tự dung dịch gen, nhưng chỉ thích hợp cho tiên thiên dùng, có thể khiến người ta có năng lực khống chế hỏa diễm yếu ớt, nhưng năng lực này rất yếu, nhiều nhất là ngọn lửa nhỏ, yếu. Bitera nói. Còn loại thứ ba? Long Hạo hỏi loại thứ ba là tạo thành vũ khí theo ghi chép trong sách khoa học nếu lượng hỏa nguyên tinh đủ nhiều phối hợp với một ít khoáng thạch có thể sinh ra lực nổ cực lớn đủ để nổ tung võ giả nhưng trên vương giả thì đừng nghĩ tới tê ra nói hoàng giả lại càng có thể bẻ công phép tắt đại đế thoát khỏi trói buộc thiên địa nổ không chết loại thứ nhất cường hóa có thể cường hóa đến trình độ nào long hạo lại hỏi nhìn vào số lượng nói chung có thể cho vỏ giả tiên thiên đạt tới cực hạn làm chút cơ tăng lên một ít đạo quả thì vô dụng đây chỉ là sơ bộ nhưng nó giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu dịch gen Bitera nói mới bao lâu thôi mà các ngươi đã nghiên cứu ra được nhiều thứ như vậy rồi năng lực của các ngươi thật sự đáng khâm phục long hạo nói điều này nên cảm ơn máu của các ngươi cộng với nền tảng thần học và sách khoa học hướng dẫn nếu không bọn ta cũng không thể nghiên cứu ra được Tê ra lắc đầu. Diệp Đạo và Hứa Trường không đứng bên cạnh im lặng, bọn họ sợ sẽ khóc mất. Như này còn nhanh à? Ngươi có biết mấy ngày nay thuê cường giả đạo tràng bao nhiêu lần không? Gia các thần hầu, thạch cơ, trương tam phong ba vị cường giả hầu như luôn phân tích, so sánh và chỉ ra đơn thuốc dân gian cho bọn họ, dược tính, trận pháp, đặc tính quặng, v, v, tới nỗi họ đều sắp trở thành nhà khoa học rồi mới có thể đưa ra được những thế này. Đây là chất xúc tác tiên thiên được cải tiến mới nhất, 4 giờ là có thể tạo ra dược liệu thành phẩm, nhưng chi phí thấp, chỉ cần hai giọt, 2 giờ đổ một giọt. Bitera nói, Ồ, loại này cần bao nhiêu tiền một phần? Long Hạo hỏi, 260 điểm thần ma. Bitera nói, đây là phương pháp phối chế mới được chọn, kỹ thuật mới, chỉ là thời gian có dài hơn một giờ, nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của dược liệu. So với lần trước, cái này quả nhiên phù hợp hơn với hai giới. Long Hạo gật đầu. Có nhiều võ giả, dân thường ở hai giới hơn, đương nhiên càng rẻ càng tốt, giá quá đắt thì chỉ những người giàu có như họ mới có thể mua được. Ngoài ra, đây là chất xúc tác trúc cơ, cũng giống với chất xúc tác mới và đã được cải tiến. Bên cạnh đó, bọn ta sẽ tiếp tục cải tiến và làm tốt hơn nữa. Đi Tê Ra tiếp tục nói. Được rồi, cảm ơn tiến sĩ Trần giúp ta. Long Hạo nói, kỳ trúc cơ đều đã xuất hiện rồi, đạo quả còn xa nữa không? Kỳ trúc cơ tạm thời tương đối ít, chỉ có thể cho ngươi 10 phần, một phần 1 ngàn điểm thần ma, có thể trồng 200 cây dược liệu trúc cơ. Bitera nói, 10 phần thì 10 phần, cho ta một thiết bị nữa. Long Hạo nhanh chóng chuyển tiền, mua chất xúc tác trúc cơ và chất xúc tác tiên thiên. Long Hạo rời đi, Diệp Đạo cùng hứa trường không ôm một đống chất xúc tác, trở lại chân hư giới, lấy thêm chất xúc tác trúc cơ đi cái này lợi nhuận gần như tăng gấp đôi đấy bitera gật đầu đừng lo bọn ta sẽ cố gắng nếu có sản phẩm nào ra đời thì sẽ thông báo trước cho hai nhà tài trợ ngay khi nghiên cứu ra chất xúc tác trúc cơ bọn họ đã chế tạo ra rất nhiều nhưng đa số bọn họ đều lấy đi chỉ giao cho long hạo một ít mà thôi chúng ta cố gắng trồng chút dược liệu nhân tiện tiêu thụ thêm chất xúc tác trúc cơ tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn và tái đầu tư diệp đạo nói hứa trường không gật đầu đợi khoa học kỹ thuật được phổ biến có sản phẩm mới chúng ta mỗi lần bán sẽ ít hơn trước rồi nâng giá lên mặc dù chưa hoàn vốn đầu tư nhưng bọn hắn cũng đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh sản phẩm này bất kỳ cái gì cũng thế đều có thể tạo ra sự thay đổi là thứ mà hai giới cần nghĩ đến đây bọn họ cũng bắt đầu lo lắng nhiều người mua không được thì làm sao làm vì vậy hứa trường không truyền tống đến thiên viêm tinh hỏi giang thái huyền tràng chủ chất xúc tác này mọi người mua không được thì phải làm sao để bọn hắn nợ trước giang thái huyền thản nhiên nói tràng chủ lại là đầu tư sao hứa trường không vẽ mặt đau khổ bọn ta nghèo đến cái quần cũng sắp mất rồi giờ còn phải cho bọn hắn nợ hoàn vốn trong một ngày chất xúc tác này trong một ngày đủ để phát triển rồi các ngươi định giá mỗi phần để bọn họ kiếm được tiền là được rồi điều này cũng có lợi cho việc mở rộng của các ngươi giang thái huyền nói còn vấn đề đầu tư về sau của ngươi ta đầu tư hứa trường không ngẩn ngơ vội vàng nói xin tràng chủ truyền thụ bí quyết huy động vốn từ cộng đồng giang thái huyền thản nhiên nói huy động vốn nghĩa là gì hứa trường không mờ mịt huy động vốn từ cộng đồng là kiểu gì ta chưa nghe nói đến nó bao giờ chẳng lẽ là phương pháp mới của tràng chủ rất đơn giản trước tiên ngươi có thể quảng bá chất xúc tác trúc cơ ra ngoài về sau nếu có bất kỳ sản phẩm mới nào hãy đưa sản phẩm đó vào mảng mua sắm ở thiên võng và đầu tư thu được bao nhiêu tiền thì chế tác không đủ thì trả tiền lại cho bọn họ không làm nữa giang thái huyền nói ngừng một chút nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hứa trường không tiếp tục nói huy động vốn thành công tính phí hạn ngạch nhất định cho bọn họ dùng thử miễn phí có thể coi là quảng bá sản phẩm mới như vậy các ngươi đầu tư cũng ít hơn hay là chúng ta đem tất cả đầu tư đều góp vào huy động vốn hứa trường không nói giang thái huyền sắc mặt tối sầm lại người muốn tay không mà bắt sói à thuê ngươi cũng phải huy động vốn thật sự nghĩ mọi người đều ngốc sao giá thuê bình thường đều là mấy chục vạn trên trăm vạn ngươi nghĩ huy động đến khi nào khụ vậy chỉ tính một nửa thôi hứa trường không cười gượng nói bọn họ thật sự không có nhiều tiền nếu lại đầu tư theo cách này bọn hắn sẽ phải phá sản trước khi có sản phẩm mới tùy ngươi chỉ cần không quá nhiều suy cho cùng huy động vốn này cũng liên quan đến lợi ích của ngươi nếu sụp đổ các ngươi phá sản thì ta cũng hết cách giang thái huyền nói huy động vốn quá nhiều là chuyện không thể nào tuy hai giới nhiều người nhưng không phải ai cũng đồng ý trả tiền dù sao nghiên cứu sản phẩm khoa học này không mang lại lợi ích gì cho họ nên họ sẽ không đưa quá nhiều tiền. Hứa trường không nhận được hướng dẫn, truyền tống trở về cùng dịp đạo thảo luận, hứa trường không nói, một người chỉ có thể góp 10 điểm thần ma, để công bằng, định mức này sẽ do thiên võng tự động chọn, cho dù là đại đế cũng không thể can thiệp. Thật ra chúng ta có thể nhận quà, sau đó chọn định mức. Dịp đạo thở dài. Không được, phải công bằng, nếu không sau này rất khó kiếm tiền, dù sao lại có tiền thì còn có thể trông cậy vào việc họ đầu tư thiên võng tự động chọn ra ai cũng không thể phản đối nhất định công bằng hứa trường không nói diệp đạo gật đầu không nói nữa hứa trường không nói đúng nếu bản thân làm chuyện đen tối bị người khác biết được thì về sau ai góp vốn nữa đợi tên giàu có nào đưa tiền vậy chẳng phải là cướp vị trí nhà đầu tư của họ ư sau khi thảo luận cả hai đi đến mảng mua sắm của thiên võng đăng chất xúc tác trúc cơ tiên thiên mới nhất lên, tiên thiên 300, trúc cơ 1.500 một phần, còn làm thêm một mục huy động vốn từ cộng đồng. Chúng ta huy động vốn vào cái gì thì ổn. Hai người nhìn nhau, phát hiện ra họ không biết nhiều về các sản phẩm khoa học. Kế tiếp việc huy động vốn chất xúc tác nhất định không hiệu quả, điều này phải được nghiên cứu, không thể bỏ được. Nếu lại huy động vốn thì nhiều người sẽ nhìn ra manh mối và cướp tiền đầu tư của bọn họ. Vậy thì huy động vốn vào công nghệ trồng cây không cần đất. Nghĩ nghĩ, Hứa Trường không nói, đây là một điểm khó khăn, cần nhiều tiền, có thể huy động vốn vài lần, chúng ta thường xuyên thông báo về tiến độ nghiên cứu để họ thấy hy vọng. Cái này cũng được. Hai người gật đầu. Thế là cả hai bắt đầu tuyên bố huy động vốn, nghiên cứu công nghệ trồng cây không cần đất, bắt đầu huy động vốn cộng đồng. Giai đoạn đầu, huy động vốn 30 vạn điểm thần ma, bắt đầu nghiên cứu, sau đây là phần giới thiệu về công nghệ gieo trồng không cần đất công nghệ gieo trồng không cần đất, có thể trồng linh dược, trong tương lai sẽ không còn đất hoang, trên trời dưới đất đều có thể trồng đủ loại linh dược, người có muốn ngôi nhà của mình xung quanh toàn linh dược, toàn thân được tiền bao quanh không? Chỉ cần nghiên cứu về công nghệ trồng không cần đất thành công, từng giai đoạn bọn ta sẽ ngẫu nhiên rút ra 10 người, nếu tên ngươi đều có mặt ở hai giai đoạn thì các nhà khoa học sẽ tự mình hướng dẫn kỹ thuật trồng cho ngươi, để ngươi có thể trồng mà không cần đất, điên cuồng kiếm được tiền, mỗi người chỉ có thể góp 10 điểm thần ma để công bằng, tên của 10 người này sẽ do thiên võng rút, tuyệt đối không chút mờ ám, từ chối đi cửa sau, từ chối tặng quà. Trồng cây mà không có đất, ngươi đang đùa đấy à? Làm sao để trồng cây mà không cần đất? Đây là muốn lừa tiền của ta sao? Đúng thế, không có đất làm sao có thể trồng được. Hai tên này nổi tiếng lừa đảo, cả lục đạo đều bị lừa rồi, giờ nhất định là đang lừa đảo. Nhìn tin của các võ giả trên thiên võng, sắc mặt hai người đen lại, lịch sử đen. Chuyện lúc trước có thể đừng nói nữa không? Đám các ngươi không cần phải nhớ chuyện cũ, bọn ta hiện tại được tẩy trắng rồi, là đại lý duy nhất của dịch huyền nguyên, là nhà đầu tư khoa học, nhà tài trợ, bọn ta có giấy chứng nhận. Nghiên cứu khoa học mặc dù được nhiều võ giả biết đến nhưng cụ thể nghiên cứu cái gì thì nhiều người lại không rõ. Kỹ thuật gieo trồng không cần đất rất ít người biết, võ giả cấp thấp hầu hết đều trồng linh dược, thỉnh thoảng dạo thiên võng, đương nhiên không thể hiểu kỹ thuật trồng cây không cần đất đây là kỹ thuật mà tràng chủ đưa ra các ngươi không cần phải nghi ngờ tính chân thật nhân viên cửa hàng thần ma đạo tràng đều biết các ngươi có thể tìm người xác minh hứa trường không trên thiên võng lên tiếng bọn ta cũng sẽ thường xuyên thông báo tiến độ nghiên cứu nếu các ngươi không tin chuyện này có thể lấy pháp luật khởi tố tội bọn ta lừa đảo ta trưng cầu ý kiến một chút thẩm phán thiên vân đại đế liệu điều này có cấu thành tội lừa đảo không võ giả nói đúng rồi, Long Hạo và Lạc Thanh Phong đang ở đâu? Hai vị thẩm phán này có phải không làm việc đàng hoàng không? Có võ giả phàn nàn. Hai người này cũng là thẩm phán, tuy có thẩm quyền nhỏ hơn nhưng họ cũng có chức vị, bọn họ đã bao lâu rồi không đi làm. Việc này ta sẽ nghiêm khắc theo đến cùng, giám sát việc nghiên cứu công nghệ trồng cây không cần đất, nếu là lừa gạt thì sẽ lấy luật pháp trấn áp. Thiên vân đại đế trả lời. Được, có thiên vân đại đế đảm bảo rồi ta yên tâm, đây là 10 điểm thần ma ta đưa, nhân tiện, có thêm một vài chất xúc tác trúc cơ nữa. Một vị võ giả nói, ta cũng đưa rồi. Một vị võ giả khác cũng nói, 10 điểm thần ma không nhiều lắm, mua được chất xúc tác này có thể kiếm trở lại. Ngoài ra, để thúc đẩy cải thiện kinh tế, bọn ta sẽ thiết lập định mức 10 vạn cho những thường dân không đủ tiền mua chất xúc tác, sau khi các ngươi gieo trồng xong thì trả lại tiền. Hứa trường không đưa ra thông báo, đối với những người đăng ký, vui lòng gửi thông tin riêng cho ta. Hai vị này ở thiên võng huy động vốn, Long Hạo nhận được sản phẩm mới, lại là một thiết bị chuẩn bị bán nó với giá cao. Giang Thái huyền mặt không đổi sắc theo dõi quá trình, hàng hóa qua tay mua đi bán lại, chuyện này ở kiếp trước cũng không có gì lạ, nhưng ở thế giới võ đạo thì vốn phải rất hiếm khi xảy ra nhưng Long Hạo lại làm ra được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thiết bị mà Viêm Linh mua trước đây thỉnh thoảng lại gặp sự cố, rất nhiều dữ liệu quên lưu lại và bị biến mất. Đậu xanh, bị lừa rồi. Viêm Linh giận dữ, tên thân thích dị giới kia sao có thể dùng cái loại rác rưởi này tạo chất xúc tác chứ? Thứ mà Long Hạo bán cho hắn chính là giả, hoặc là hàng bị loại. Nghĩ đến đây, Viêm Linh trực tiếp gửi tin nhắn cho Long Hạo, Long Hạo, ngươi lừa ta. Ý của ngươi là gì? Long Hạo vô tội đáp một tiếng, một bên muốn mua, một bên muốn bán, đây làm sao có thể xem là lừa chứ? Thiết bị này có phải là giả không? Viêm Linh lạnh lùng gửi tin nhắn. Không, cái này là thật, ta vừa rồi mới về một chuyến, cũng nói là giả để cắn trả bọn họ đây này, hóa ra là bọn họ lừa ta. Long Hạo thấp giọng nói. Ý ngươi là gì? Viêm Linh ngẩn ra, cắn trả một cái, là bọn họ lừa ngươi. Đám người kia thật sự không có ý tốt, Thứ mà hắn đưa cho ta là thiết bị tạo chất xúc tác, nhưng thiếu một bộ phận, nên sẽ xuất hiện một số vấn đề, thứ gì đó đã bị tắt khiến dữ liệu không thể bảo tồn được. Long Hạo nói, dừng lại nói, sau đó lại nói, bên ngươi có phải bị như vậy không? Lúc đó ta cũng không biết trả lời bọn họ như thế nào. Viêm Linh im lặng, những gì Long Hạo nói là thật hay giả? Là Long Hạo bị lừa hay là ta bị Long Hạo lừa? Bộ phận đó đâu? Viêm Linh lạnh lùng hỏi mua cũng phải 10 vạn. Long Hạo thở dài, những người này quá xấu xa, ta lại mua một thiết bị khác, tốn của ta 25 vạn điểm thần ma. Nói cách khác, ta phải bỏ ra thêm 10 vạn để mua bộ phận đó của ngươi. Viêm Linh đen mặt nói, trước đó chỉ 30 vạn, ta nói sao lại rẻ như vậy, hóa ra là bị lừa. Cũng đúng, thiết bị có thể tạo ra chất xúc tác làm sao có thể bán 15 điểm thần ma cho Long Hạo được, cái này quá rẻ, quả nhiên của rẻ là của ôi. Ngươi qua đây một chuyến, nghiên cứu hỏa nguyên tinh, ngươi chắc cũng muốn biết. Long Hạo lại nói. Hỏa nguyên tinh nghiên cứu được rồi à. Viêm Linh vui mừng, vội vàng nói, ta sẽ tới ngay, ngươi đưa người đi. Ừm, um, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Long Hạo nói. Ngươi làm việc ta cứ yên tâm. Ngươi làm việc mẹ nó ta làm sao có thể yên tâm được, ngươi có thể không lừa đảo không? Trong lòng Viêm Linh mắng. Rất nhanh, viêm linh lại đến nhìn thấy long hạo vẻ mặt bình tĩnh nói tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ngươi đang lừa ta ta làm cái gì ngươi còn không rõ sao việc ta đang làm chính là phản bội rồi một khi truyền ra ngoài cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ được long hạo thở dài ta và ngươi là châu chấu trên một sợi dây thừng một khi đứt đoạn ta cũng trốn không được ngươi trốn không thoát viêm linh chế nhạo ta trốn không thoát long hạo biểu môi hiện tại ngươi đi ra ngoài la lớn một tiếng, đem chuyện này lan ra ngoài, thì thiên viêm tin các ngươi càng nghèo thôi, ta một chút chuyện cũng không có. Đây là 10 vạn điểm thần ma, đưa bộ phận đó cho ta. Viêm Linh thẳng thừng nói. Chỉ là đây là 10 vạn điểm thần ma của ta mua, ngươi cũng phải để ta kiếm chút ít chứ. Long Hạo chua xót nói. Ngươi đã gián tiếp khiến tộc của ta mất đi vô số của cải, đồng thời làm trì hoãn việc nghiên cứu chất xúc tác của bọn ta, ta còn chưa tính với ngươi đâu đấy. Viêm Linh lạnh lùng cười nói. Làm chậm trễ việc nghiên cứu của các ngươi. Ngươi thật biết cách nói đùa, ngươi mẹ nó có thể dùng thứ đồ hư hỏng này nghiên cứu được thì tên Long Hạo ta viết ngược. Long Hạo từ đáy lòng dễu cợt, nói, được rồi, 10 vạn cho ngươi, coi như ta lỗ. Ta có thể nói bộ phận này không cần tiền sao? Nói tình hình nghiên cứu của hỏa nguyên tinh đi. Viêm Linh nói. Ba loại tình hình, Ngươi nghe này, loại thứ nhất là tăng cường năng lực ngọn lửa. Long Hạo nói thành quả nghiên cứu của Bitera. Tăng cường năng lực ngọn lửa, giao cho mọi người năng lực ngọn lửa, thiên viêm tinh ta không cần. Viêm Linh suy nghĩ nói, về phần sinh ra sức mạnh bùng nổ, nó có ích với tộc ta, nhưng lại vô dụng với vương giả, có chút vô vị. Cũng hết cách, chỉ có một viên hỏa nguyên tinh, ngươi còn mong đợi bọn ta nghiên cứu ra cái gì? Long Hạo biểu môi đây là một ngàn viên ngươi cầm nghiên cứu đi thứ này đối với tộc ta có lợi rất lớn nếu có thể làm tổn thương vương giả trở lên ta sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi viêm linh nói long hạo mỉm cười nói nhưng kết quả nghiên cứu không phải của ta kỹ thuật nghiên cứu ta cũng khó mà nắm được ngươi phải nắm được nếu không ta sẽ nói giao dịch của chúng ta ra ngoài viêm linh lạnh lùng cười nói ngươi uy hiếp ta long hạo sắc mặt trầm xuống có chút lạnh lùng theo lời của các ngươi, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là đang ra lệnh cho ngươi. Viêm Linh tự đắc cười lạnh, thiết bị này ta cũng muốn, 40 vạn điểm thần ma. Đây là ta vất vả lắm. Câm miệng đi, không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn nghe lời. Viêm Linh nói. Long Hạo sững sờ, ngươi định giết ta. Ai cho ngươi tự tin vậy hả? Thực sự nghĩ rằng bắt được nhược điểm của ta. Sau khi chuyển 40 vạn, viêm linh trực tiếp nhận lấy thiết bị trước khi đi còn không quên uy hiếp nghiên cứu uy áp của hỏa nguyên tinh càng sớm càng tốt tốt nhất là có thể làm bị thương đại đế viêm linh trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể làm tổn thương đại đế đám chó má dị giới các ngươi còn có nhất phái thần học tất cả đều cút ra khỏi thiên viêm tinh ta đến lúc đó thành thục các loại kỹ thuật linh dược vô tận phối hợp với thần ma đạo tràng bọn ta có thể sinh ra vô số đại đế thậm chí ra khỏi thiên viêm tinh hoành hành tinh không thiên viêm tinh là của bọn ta thần ma đạo tràng cũng là của bọn ta mẹ nó ta nghĩ không ra một tên bị lừa như vậy còn có thể điên cuồng như thế long tích đại đế xuất hiện vẻ mặt khó hiểu long hạo nở nụ cười tên tự cao này không phải rõ ràng tuyên bố muốn cho ta tiền sao đợi ta xử lý rõ ràng lần sau ta cần bao nhiêu tiền mua nhà khoa học long tích đại đế hai mắt sáng lên một trăm vạn điểm thần ma không, nhà khoa học hẳn là đắt hơn, phải là mấy chục vạn nguyên điểm thần ma. Ngươi nói xem, cái đám dân địa phương có phải ngốc không? Một viên hỏa nguyên tinh 20 điểm thần ma, hắn lại muốn dùng hỏa nguyên tinh để tạo ra vũ khí. Long Hạo nhìn một ngàn viên hỏa nguyên tinh trong tay, nhất thời không biết nói gì. Đây đều là tiền, các ngươi định dùng tiền đập chết nhất phái thần học à. Mẹ nó còn muốn dùng tiền làm tổn thương đại đế có nhiều tiền như vậy sao các ngươi không tự đột phá đại đế đi ta cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh của họ lạc thanh phong đau khổ điều này khiến bọn ta thật khó xử tiền này rốt cuộc có nên lãng phí không bọn họ không phải có tiền không tiêu long tích đại đế hạ giọng nói bọn họ muốn có sức mạnh phản kháng thần tốc phản kháng thần tốc một người một yêu sửng sốt cách phản kháng nhanh nhất không phải thuê cường giả đạo tràng hoặc mời chúng ta ra tay sao Chúng ta cũng là người ngoài hành tinh." Long Tích Đại Đế nói nhỏ. Hai người không nói nữa, rõ ràng là những người địa phương Thiên Viêm Tinh không chỉ muốn xua đuổi nhất phái thần học mà còn muốn đuổi bọn họ đi. Sau một hồi im lặng, Lạc Thanh Phong hỏi, "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Kích nổ khiến đại đế bị thương đương nhiên là có thể, nhưng không thể đưa ra kỹ thuật cốt lõi được. Long Tích Đại Đế nhíu mày nói, "Kích nổ đại đế Tên đó đã ảo tưởng rồi mà lão tổ ngươi cũng ngốc theo hắn luôn à. Long hạo biểu môi. Đại đế, chính là sự tồn tại siêu việt thiên địa, ngươi chính là một vị đại đế, ngươi có tinh hỏa nguyên tinh có thể làm đại đế bị thương không? Cho dù là chiến hạm tinh không cũng chỉ có thể chống đối đại đế thôi. Hỏa nguyên tinh đương nhiên là không thể làm bị thương đại đế, nhưng chúng ta có thể. Long tích đại đế nói, Chúng ta hoàn toàn có thể tích trữ sức mạnh của mình vào trong một khối khoáng thạch, sau đó bán cho bọn họ. Hỏa nguyên tinh nhất định không được, hỏa nguyên tinh không chịu nổi, hơn nữa một mảnh 20 điểm thần ma. Long Hạo đau khổ nói. Không nhất thiết phải sử dụng hỏa nguyên tinh, đám người Trần Hân Nghiên không phải có khoáng thạch tổng hợp gì đó sao, chỉ cần tăng độ cứng lên, rồi mời gia các thần hầu khắc trận, miễn cưỡng tiếp nhận sức mạnh của đại đế là được. Long Tích đại đế nói chi phí thuê gia các thần hầu thì sao lạc thanh phong vẻ mặt bất đắc dĩ để dân địa phương đưa đây là nghiên cứu cho bọn hắn theo lời của tràng chủ không có kinh phí nghiên cứu ai sẽ làm việc cho ngươi long hạo cười lạnh đến lúc đó chúng ta có thể chế tạo ra một cái cốt lõi kỹ thuật cho họ kiểu này đủ để phản kích rồi chứ muốn đánh trả khó lắm căn bản là không thể nhưng ta nghĩ bên kia nhất định sẽ không đòi hỏi quá nhiều nếm được mùi vị thua lỗ của phái thần học rồi nhiều nhất sẽ dùng những thứ này để đối phó phái thần học cuối cùng dùng nhất phái thần học đối phó với chúng ta long tích đại đế phân tích thứ họ muốn là kỹ thuật của chúng ta long hạo bình tĩnh nói bọn họ muốn tự mình sáng tạo tự mình trở nên mạnh mẽ hơn mà không phải bị người khác điều khiển mấy thứ như kỹ thuật ngươi vẫn nên cùng nhà khoa học nói chuyện thì hơn bọn ta không hiểu long tích đại đế nói bọn ta đi nghiên cứu một chút vấn đề chất gây nổ của hỏa nguyên tinh lão tổ đi thăm viêm linh đi long hạo vội vàng truyền tống ra ngoài bọn họ đương nhiên sẽ không đốt tiền nhất định phải nghĩ cách giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất sau đó tìm đám người địa phương để bù đắp viêm linh nhận được thiết bị mới vội vàng chạy về phòng thí nghiệm bí mật của mình đây là nơi được chuẩn bị đặc biệt cho những hỏa diễm nhân để nghiên cứu thần học vài vị hỏa diễm nhân đang chờ bộ phận đã lấy được rồi các người lắp chúng theo hướng dẫn ở trên đây là thiết bị mới nhất định phải nghiên cứu ra chất xúc tác ngày để chúng ta phản công không còn xa viêm linh nói phản công cuối cùng chúng ta có thể xua đuổi bọn thần học chết tiệt này sao đám hỏa diễm nhân kích động nói đã có manh mối rồi không chỉ có phái thần học mà đám người dị giới kia cũng phải cút đi khoa học chỉ thuộc về chúng ta thần ma đạo tràng cũng thế viêm linh lạnh lùng cười nói chỉ cần chúng ta học được kỹ thuật của bọn họ chế tạo ra chất xúc tác giúp đỡ thần ma đạo tràng thì không ai có thể xâm lược chúng ta chỉ có chúng ta xâm lược người khác long tích đại đế im lặng nghe tự tin của ngươi rất tốt bọn ta rất thích kỹ thuật này nhất định sẽ bán cho các ngươi các đại đế khác cũng đang bán chất xúc tác về cơ bản họ đều có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ hận ở huyền giới có quá ít nhà khoa học không thể chế tạo ra nhiều chất xúc tác hơn để cho những người đó bành trướng Long Vân thưởng thức vị ngọt, trực tiếp truyền tống trở về, tuyên bố việc này, càng tạo ra nhiều chất xúc tác càng tốt, không chỉ có thể kiếm tiền ở dị giới, ở hai giới cũng không thua lỗ. Long Hạo trực tiếp tìm tới Bitera, hỏi về chuyện khoáng thạch tổng hợp, nhận được câu trả lời, chỉ có thể chịu được dưới vương giả, phàm là đến vương giả đều liên quan đến lực phép tắc, bọn họ tạm thời không thể tiếp cận. Huy động vốn Long Hạo mở thiên võng, đang định kiểm tra một số thông tin thì thấy đám võ giả đều đang thảo luận việc huy động vốn, vội vàng vào một mua sắm kiểm tra. Thiên viêm tinh này cũng có thể, đây là vì cả thiên viêm tinh, mỗi người hỏa diễm đều có trách nhiệm trả tiền. Long Hạo nghĩ, nhớ tới phương pháp này, liền đến đạo tràng tìm ra các thần hầu. Thần hầu đại nhân, có thể làm ra thứ này không? Long Hạo nói ra ý tưởng của mình. Gia các thần hầu khẽ cau mày, cũng có thể, nhưng trận pháp đề cập đến quá phức tạp và cực kỳ không ổn định dù sao các ngươi muốn trẻ thấp khoáng thạch quá thấp chịu không nổi bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung không ổn định cũng không sao miễn là có thể tạo ra nó để người khác sử dụng là được long hạo nói ta tự làm có thể khiến khoáng thạch này tồn tại một ngày nếu bình thường pháp sư trận ra tay nhiều nhất là nửa ngày gia các thần hầu thờ ơ nói đây chỉ là trường hợp tốt nhất trường hợp xấu nhất là nổ tung ngay tại chỗ. Xin truyền thụ trận pháp. Long Hạo vội vàng nói. Gia các thần hầu gật đầu, lấy ra một tờ giấy, ghi lại trận pháp, đưa cho Long Hạo. Giá trị chế tạo rất cao, một khối khoáng thạch tổng hợp cần ít nhất trên ngàn điểm thần ma, không bằng dùng hỏa nguyên tinh làm thì tốt hơn. Long Hạo than thở một tiếng, nhưng không có cách nào khác, hỏa nguyên tinh căn bản không thể chịu được sức mạnh lớn như vậy, chỉ có thể làm giả thôi nhận được trận pháp tìm pháp sư trận khắc đội hình lên khoáng thạch không chút bản lĩnh căn bản không làm được cũng may hiện tại quan trọng nhất là hiệu suất chỉ cần trả thù lao là có người gấp rút làm không tới nửa ngày long hạo đã có trên trăm viên rồi loại này còn chưa có sức mạnh quán chú của đại đế sẽ không xảy ra vấn đề gì mấy cái này vậy là đủ rồi long hạo thở dài một viên một ngàn cho luyện đan sư mỗi người một ngàn điểm thần ma thế mười vạn đây hết rồi sau khi truyền tống về thiên viêm tinh long hạo tìm được long tích đại đế trầm giọng hỏi nếu như ngươi tự mình ra tay có thể cứu ta không tình huống ta ra tay ta ra tay với ngươi sao còn cứu ngươi chứ long tích đại đế khó hiểu nhìn hắn ta không có gì sao lại ra tay với ngươi đây là thứ chế tạo theo chỉ dẫn của gia các thần hầu nhưng bởi vì phẩm chất quá kém tốt nhất có thể tồn tại nửa ngày tệ nhất là nổ ngay tại chỗ ngươi cứ thả lỏng một chút long hạo thở dài một tiếng bò ra xa đợi ta cùng lạc thanh phong đi đạo tràng đã sau đó ngươi hãy nạp sức mạnh quán chú làm xong rồi thì truyền tin cho bọn ta long tích đại đế hiểu rồi cái này quá nguy hiểm sợ bị nổ chết sao lão tổ ta phải cẩn thận đám dân địa phương này vì sao lại muốn thứ nguy hiểm như vậy ngươi cho rằng mọi người đều là đại đế à bản thân có cần mời một người bảo vệ không dù hắn có cố gắng toàn lực hình như không thể cầm cự được thôi quên đi, từ từ đến, một khi cảm thấy không đúng sẽ trực tiếp chạy trốn, tin tưởng vào tốc độ của mình là được. Sau khi đám người Long Hạo tới hiện trường thì đi thẳng vào, nhìn Ngọc bội truyền âm để chờ tin tức của Long Tích Đại đế. Các ngươi làm cái gì vậy? Giang Thái Huyền nghi ngờ nhìn hai người, các ngươi bị đuổi giết à? Không, bọn ta không muốn tự sát. Long Hạo vẫy vẫy đuôi, Long Tích Đại đế hiện tại rất nguy hiểm, ở bên cạnh hắn cũng không khác gì tự sát không muốn tự sát. Giang Thái Huyền càng tò mò, tên này rốt cuộc đang làm cái gì? ầm ầm, Một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên, mặt đất trung chuyển, sóng khí cuồn cuộn quét qua khắp nơi, Giang Thái Huyền ở trong đạo thần ma đạo tràng mà hai lỗ tai đều chấn động. Đậu xanh, động đất à. Giang Thái Huyền ngẩn ra, thiên viêm tinh này mẹ nó còn có động đất. Thất bại rồi. Ngọc bội của Long Hạo sáng lên, giọng nói của Long Tích Đại Đế truyền đến. Đợi ta qua." Long Hạo nhanh chóng bò ra ngoài. Giang Thái Huyền ngạc nhiên, hắn vội vàng đuổi theo, mấy tên này rốt cuộc là đang chơi cái trò vậy. Đi theo Long Hạo và Lạc Thanh Phong, rất nhanh đã đến chỗ xảy ra vụ nổ, khoảng cách không xa, chỉ tốn một lát là tới. Trung tâm vụ nổ, một cái hố thật lớn hiện ra, đất xung quanh và dặm đều bị san bằng, Long Tích Đại Đế ngồi trong hố. Giờ phút này, Long Tích Đại Đế cả người đều cháy đen, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt mờ mịt vụ nổ này có phải nhanh hơn không mẹ nó ta hoàn toàn mất cảnh giác tốc độ của ta cũng không đủ nhanh mau thay quần áo đi long hạo lập tức thay một bộ quần áo đen rách nát sau đó cả người nổi lửa lên trên mặt đất cọ cọ bộ dạng giống như sắp chết vì lửa ta thêm một chút lửa cho ngươi long tích đại đế đánh hắn một cái trực tiếp đánh hắn gần chết nguy hiểm như vậy bọn hắn còn dám chạy giang thái huyền Lạc Thanh Phong, chúng ta đi. Long tích đại đế trực tiếp đưa Lạc Thanh Phong rời đi, để lại Giang Thái Huyền một mình với vẻ mặt sững sờ. Vụ nổ này là các ngươi làm. Tại sao còn có lửa? Trong bóng tối đen như mực này, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tràng chủ, xin ngươi ẩn nấp một chút. Long Hạo nói. Ngao Bính. Giang Thái Huyền gọi một tiếng, Ngao Bính hóa thành một đường ánh sáng, nháy mắt bay đến, đánh ra một luồng kim quang, hư không vặn vẹo cả hai ẩn nấp không bao lâu hỏa diễm nhân còn có võ giả của chân hư giới đều đến đây nhìn thấy long hạo nằm dưới hố yên tuyết hàng tức giận long hạo là ai đã ra tay với ngươi dám động đến nhà khoa học của bọn ta đây là muốn chết à hỏa diễm đại đế vội vàng nói không phải ta sức mạnh dao động vừa rồi đạt tới cấp đại đế lận vừa rồi ta đang cùng thú ma đại đế nói chuyện làm ăn thú ma đại đế im lặng các ngươi đang tính làm cái gì? Thật không không biết xấu hổ nói hỏa diễm đại đế làm. Ta có cần phải chứng minh hỏa diễm đại đế trong sạch không? Thật sự không phải lão tổ ta làm, lúc đó ta đang ở đạo tràng. Một vị hoàng giả vội vàng giải thích. Đám người thân thích dị giới, bây giờ bọn họ đều biết rồi, chẳng có mấy người cần mặt mũi, nếu ép không cần mặt mũi thì bọn họ cũng hết cách. Không liên quan gì đến bọn họ. Long hạo khó khăn bò ra khỏi hố, phun ra một ngụm than đen, được rồi, các ngươi nên làm gì thì làm đi, đây là việc tự ta làm. Tự làm. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngươi chỉ là một vương giả, tuy rằng gần đây kiếm nhiều tiền một chút, thăng cấp không ít, nhưng không thể bộc phát ra sức mạnh đại đế được. Đám hỏa diễm nhân thở vào nhẹ nhõm, hỏa diễm đại đế lại nói, mọi người mau rời đi, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ chấn động nhất phái thần học. Mọi người gật đầu, ém sự nghi ngờ trong lòng rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ bây giờ vẫn không muốn đối mặt với nhất phái thần học, bởi vì nhất phái thần học sử dụng tất cả các tài nguyên để nghiên cứu, chế tạo các loại thiết bị, chiếm hạm, cơ giáp vân vân. bọn họ không có bao nhiêu tiền cả, kiếm không được. Long Hạo trực tiếp bị Lạc Thanh Phong đúng lúc chạy tới ôm vào đạo tràng. Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Một đám đại đế tụ tập trong thần ma đạo tràng, nhìn đám người Long Hạo. Long hạo nửa sống nửa chết nằm úp sấp, vừa uống một viên chữa thương đang vừa hung tợn nhìn long tích đại đế cả người đen kịt, lão tổ, ngươi ra tay có thể nhẹ chút không? Vậy ai ra tay nhẹ với ta? Long tích đại đế mắng chửi, ngươi bỏ lại một câu rồi rời đi, mẹ nó ta còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, liền dùng nguyên lực quán chú, trực tiếp nổ tung. Lạc Thanh Phong, ngươi nói đi. Yên Tuyết Hàng lạnh lùng nói. Lạc Thanh Phong bất đắc dĩ, nói ra hết mọi chuyện, không dám giấu giếm chút nào. tiếp nổ đại đế, các ngươi đang nghiên cứu cái này. đám đại đế yên tuyết hàng kinh ngạc. từng gia các thần hầu nói không ổn định, ta không nghĩ tới sẽ không ổn định như vậy. long hạo nằm trên mặt đất, đây là một cái hố lớn, cũng may chỉ có một cái, nếu vài cái cùng lên không biết long tích đại đế có thể chống lại hay không. đáng đời chuyện tốt như vậy lại không nghĩ đến bọn ta. yên tuyết hàng cười lạnh. Long Hạo bình phục chấn thương, biểu môi nói, hiện tại nghĩ rồi, các ngươi ai đến? Long tích đại đế cũng thật là, ngươi từ từ truyền sức mạnh quán chú vào, chứ sao lại đưa vào cùng lúc như vậy, chẳng phải là tìm đường chết sao? Dạ ma đại đế châm chọc nói, ngươi cho là bản đế không làm như vậy sao? Còn không phải vì ta muốn biết cực hạn là đâu sao, ai biết được vừa chuyển vào liền nổ tung. Long tích đại đế khó chịu nói. Giang Thái Huyền mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ nói chuyện phím, rất muốn nói một câu, các ngươi định làm ta cười chết à. Đặt bom ở thiên viêm tinh. Các ngươi sao có thể làm điều đó? Bom chính là bom, số liệu gì đó các ngươi cũng không phân tích được, vậy mà dám trực tiếp làm thí nghiệm, nếu không phải thực lực của Long tích đại đế mạnh thì bỏ mạng ở đó luôn rồi. Việc này bọn ta tham dự. Yên Tuyết Hàng nói, thực lực của bản đế, cho dù có nổ cũng sẽ không sao. Được rồi, tiền bán được chúng ta chia đều. Long Hạo bất lực nói, lần này bị thương nặng như vậy, nhất định phải lấy một khoản lớn của bọn họ. Ngươi không phải còn có chuyện giấu bọn ta đấy chứ? Yên Tuyết Hàng lại nói. Không có, sao có thể chứ? Long Hạo dứt khoát nói. Từ khi nào thì ngươi liên hệ với hỏa diễm nhân, đã bắt đầu bí mật buôn bán à? Yên Tuyết Hàng cười lạnh, các đại đế khác cũng bất mãn các ngươi có thể giữ lại cho ta một ít cơ hội kinh doanh đi được không? Long Hạo đau khổ nói, vụ lần này ta mời các ngươi tham gia chia tiền, không được sao? Được rồi, nhưng thứ này nên có một cái tên, tràng chủ cho một cái tên chứ. Yên Tuyết Hàng thưởng thức khoáng thạch, nhìn Giang Thái Huyền. Cứ gọi là bom đi. Giang Thái Huyền lau mồ hôi, các ngươi mẹ nó thật sự là sáng tạo tháo vát. Bom. Tuy rằng ta không biết nó có ý gì, nhưng tràng chủ đã nói vậy cũng rất hình tượng vậy gọi là bom đi đám đại đế còn lại gật đầu giang thái huyền không thể tưởng tượng được cảnh một đám võ giả ở nơi nào đó vất tay ném bom các ngươi cố luyện võ kỹ cho tốt không được sao vù vù thẻ ngọc truyền âm sáng lên long hạo lấy thẻ ngọc ra kêu một đám người im lặng viêm linh đưa tin đừng nói chuyện nữa mọi người gật đầu nghe giọng của viêm linh long hạo huynh đệ vừa rồi năng lượng kia dao động mặt đất trung chuyển có chuyện gì xảy ra vậy đây không phải dựa theo yêu cầu của ngươi sao long hạo biểu môi nói động đất vừa rồi là ta làm đấy dọa người không giang thái huyền không nói nên lời kiếp trước cái hồi mà hắn bằng tuổi long hạo thì hắn còn đang chơi game sáng đêm kia kìa bây giờ đám này đã bắt đầu chơi bom rồi còn là cấp vũ khí hạt nhân thật đáng sợ thật đáng sợ phim linh kích động nói long hạo huynh đệ thứ này thật sự có thể làm được vậy sao? Nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thành phẩm vẫn chưa xuất hiện, ta bị nổ tới mức thoi thóp luôn rồi này, binh khí cấp đế trên người ta đều nát hết. Long Hạo khổ sở nói. Không sao, ta bồi thường, nhất định bồi thường. Viêm Linh nói, chỉ cần Long Hạo huynh để nghiên cứu ra và đưa kỹ thuật cốt lõi cho bọn ta, muốn bồi thường cái gì cũng được. Nghiên cứu thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại ta không có tiền, thứ đồ này chi phí chế tạo rất đất, chỉ một viên cũng phải cần trên trăm vạn điểm thần ma. Long Hạo nói, ta cũng biết thứ này đắt tiền, Long Hạo huynh đệ đừng lo lắng, ta nhất định nghĩ cách bồi thường cho ngươi, hỗ trợ nghiên cứu của ngươi. Viêm Linh nói, ngươi thì biết cái gì? Long Hạo suy nghĩ một chút, mới nói, ta cũng biết lão ca ngươi không giàu có gì, ta giúp ngươi nghĩ ra một cách. Cách gì? Viêm Linh vội vàng hỏi, chẳng lẽ lão đệ tính giảm giá cho ta giảm giá mơ đi long hạo cười lạnh nói ta là vì thiên viêm tinh mọi người ở thiên viêm tinh đều có trách nhiệm hỗ trợ nghiên cứu của ta nếu không giàu có thì có thể cùng nhau quyên tiền người ở thiên viêm tinh nhiều như vậy một người một điểm thần ma chắc không thiếu đâu lão đệ nói đúng ta sẽ thương lượng với lão tổ về vấn đề này viêm linh nói được ta tính tiếp tục nghiên cứu long hạo nói lão đệ đời đã ta có chuyện muốn nói với ngươi viêm linh nói có chuyện gì nói thẳng đi long hạo nói ngươi có thể đi chỗ khác nghiên cứu không hoặc là đến nơi của phái thần học đó vụ nổ của ngươi thật lòng khiến bọn ta rất sợ địa bàn của bọn ta cũng không nhiều lắm viêm linh đau khổ ngươi trực tiếp sang bằng vài dặm thiệt hại cũng quá lớn rồi nếu ngươi chạy tới núi lửa làm thí nghiệm vậy bọn ta sẽ bận rộn tới lúc nào ta sẽ cố gắng hết sức long hạo nói xong cắt đứt liên lạc thứ này chỉ có thể làm một lần sau này không thể làm lại long tích đại đế vẫn sợ hãi nói nếu người khác dùng để nổ hắn hắn còn có thời gian mà phòng ngự dù đánh lén thế nào hắn cũng có thể phòng bị một chút nhưng lần này nổ ngay trên tay tay hắn không bị phế là may lắm rồi sau này dù ngươi muốn làm cũng bán không được lạc thanh phong biểu môi nói nhiều nhất là nửa ngày nó sẽ nổ không tồn tại được lâu trừ khi vừa làm vừa bán liền hơn nữa thứ mà bên kia thực sự muốn là kỹ thuật trừ khi về sau cũng có người muốn lợi dụng nghiên cứu của chúng ta để lấy kỹ thuật nếu không căn bản không thể bán được ta không hiểu được đám dân địa phương sao có thể ngu ngốc như vậy thật sự cho rằng nếu lấy được mấy thứ này thêm cả cốt lõi kỹ thuật thì có thể đánh bại chúng ta long tích đại đế kinh thường nói có người trả tiền là được được rồi tiếp tục nghiên cứu lần này đến ai long hạo hỏi vết thương của long tích đại đế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chắc chắn không muốn làm một lần nữa ta sẽ làm nguyên võ đại đế nói băng tuyết đại đế bảo vệ ta bọn ta đến phái thần học nếu có vấn đề gì phải lập tức đưa ta đi ngay lại một cuộc thử nghiệm mạnh mẽ khác bắt đầu các đại đế khác cũng bắt đầu chế tác bên cạnh có mấy đại đế bảo vệ khi xảy ra vấn đề kịp thời trấn áp. Phái thần học ngẩn ngơ, bọn ta đang nghiên cứu, tự dưng có một trận nổ lớn truyền đến, suýt chút nữa dọa mấy thần viên bọn ta tè ra quần, còn tưởng rằng Hỏa Diễm Đại Đế nổi điên. Họ nhanh chóng dẫn người tới kiểm tra, nhưng chỉ thấy địa bàn của người Hỏa Diễm bị người khác làm nổ tung. Ai làm vậy? Đám thần viên nhắn cho nhau, ai trong các ngươi mở chiến hạm qua đây? Không phải bọn ta làm. Đám thần viên trả lời Cuối cùng kết luận không ai biết người nào làm. Bảo người chú ý tới khu vực đó, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Đám thần viên không nghĩ nhiều nữa. Ầm ầm. Không lâu sau, phái thần học nổ mạnh, chấn động lớn khiến đại địa sụp đổ và dặm thành khu vực chết, một đám đại đế chậm rãi đi vào, không dám toàn lực duyên cớ ra tay, nếu không phái thần học bị hủy mất. Lại là chuyện gì vậy? Phái thần học sửng sốt, không phải là đang chỗ hỏa diễm nhân nổ bom sao? sao lại chạy tới chỗ bọn ta rồi đợi bọn hắn chạy đến vẫn chẳng có gì ngoài một ổ gà khổng lồ nền đất nứt nẻ và một vùng đất không còn sức sống rốt cuộc là ai làm lập tức phái người đi điều tra đám thần viên tức giận bọn ta đang nghiên cứu mà ngươi chơi một vụ nổ bên cạnh bọn ta bọn ta sao còn có thể nghiên cứu được ầm ầm tiếng nổ lại vang lên năng lượng dao động đáng sợ quét qua nếu không phải khoảng cách khá xa thì tất cả bọn họ đều bị ảnh hưởng lại nữa đám thần viên sững sờ thiên viêm tinh nổi điên rồi à giống như là núi lửa phun trào nhưng rõ ràng không phải như vậy xung quanh đây không có núi lửa cũng không phải núi lửa càng không phải hỏa diễm đại đế vậy thì ai làm làm tốt lắm long hạo huynh đệ đến lấy tiền kinh phí nghiên cứu sau khi nhận được tin tức nhóm hỏa diễm nhân hưng phấn không ngừng viêm linh trực tiếp hét lên Long Hạo vội vàng đi tới, nhận một khoản tiền, không phải quá nhiều, 300 vạn điểm thần ma. Nếu ngươi có thể bỏ ra nhiều tiền hơn, nghiên cứu sẽ nhanh hơn, dù sao nhà khoa học rất cao quý, ta chỉ mời được một vị đến nghiên cứu. Long Hạo nói. Có thể nhanh đến mức nào? Viêm Linh hỏi. Nếu có thêm 500 vạn điểm thần ma kinh phí, ta có thể mời thêm hai nhà khoa học nghiên cứu, chậm nhất ngày mai sẽ cho ra sản phẩm. Long Hạo nói. Bồ. thứ này dễ làm như vậy à? Viêm Linh tò mò hỏi. Không phải, đây là vì bọn ta vừa mới có được một trận pháp, khắc trên khoáng thạch mới có thể nghiên cứu ra, hơn nữa, còn dùng khoáng thạch tổng hợp và các loại khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra, nhưng số lượng không lớn, tài nguyên của bọn ta nhiều nhất chi chế được 50 viên. Long Hạo nói. 50 viên. Bọn ta muốn tất cả. Viêm Linh hai mắt sáng lên, một hơi nói, 50 viên là được rồi, nói nhiều bọn ta đều sẽ hoài nghi nghiên cứu của các ngươi phát triển tới mức nào. Các ngươi làm không được càng tốt, đến lúc đó toàn bộ bọn ta đều dùng rồi, tài nguyên hay cái gì khác của các ngươi đều sẽ khan hiếm. Đừng mơ lấy thứ này đối phó với bọn ta. Nhưng tiền này, Long Hạo do dự một chút, nói, không phải ta muốn, mà là đám nhà khoa học đó, bọn họ muốn, ta cũng không dám dựa vào tài khoản của nhà khoa học. Không sao, một viên trên trăm vạn đây là một ngàn vạn tiền đặt cọc viêm linh không chút do dự lấy ra một đống hỏa nguyên tinh sau đó chuyển khoảng một phần kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác có thể bán cho bọn ta không cái này long hạo do dự thứ quan trọng như vậy làm sao có thể bán cho các ngươi đây là không nghiên cứu ra đúng không nếu nghiên cứu ra thì viêm linh chắc chắn sẽ không tìm hắn mua ngươi ra giá đi nhà khoa học kia muốn bao nhiêu viêm linh nói ta về thảo luận với họ một chút nếu được nhất định bán cho ngươi long hạo suy nghĩ một chút nói trước tiên kể lại đã rồi nói sau về việc có bán hay không hắn cũng phải hỏi một câu tiên tiến nhất thì không thể bán nhưng có thể bán bản cũ long hạo rời đi vốn nghĩ muốn dặn dò một câu nhiều nhất nửa ngày thì bom sẽ nổ nhưng nghĩ lại vẫn nên đợi thành phẩm giao cho bọn họ rồi nói sau đến lúc đó thu tiền rồi đám người đó muốn lúc nào dùng thì cứ dùng lúc đó tự tử cũng được. Trở lại đạo tràng, mấy đại đế đã nghiên cứu ra rồi, ai nấy cũng mang vẻ mặt bất lực, mỗi loại khoáng thạch có khả năng chịu tải khác nhau, nhưng trên lệch không nhiều, chắc là có liên quan đến người khắc trận pháp. Trình độ của mỗi người khắc trận pháp khác nhau, hơn nữa, một nơi lớn như vậy thì không thể nào mỗi lần đều giống nhau được, chỉ sai lệch một chút cũng có thể dẫn đến sức mạnh có thể chịu tải thay đổi. Yên Tuyết Hàng nói, đây là kết quả thí nghiệm của họ hiện tại đã nghiên cứu kỹ càng hết chưa? Long Hạo hỏi, bên kia vừa mới đặt cọc 1.000 vạn, làm xong khoản này chúng ta có thể nhận được 5.000 vạn. Ta thấy chưa hết đúng không? Còn thu mua nhà khoa học thì sao? Yên Tuyết Hàng cười lạnh. Hả, làm sao các ngươi biết? Long Hạo ngẩn ra. Thật sự nghĩ rằng tu vi của bọn ta là để ngắm thôi à? Tên nhóc nhà ngươi còn muốn lừa bọn ta. Yên Tuyết Hàng lạnh lùng cười nói, hỏa diễm đại đế còn không phát hiện ra bản đế bản đế theo dõi ngươi một chút ngươi có thể phát hiện ra sao vẫn chưa nghiên cứu ra các ngươi là phế vật à chất xúc tác tiên thiên và trúc cơ đều cho các ngươi rồi thiết bị cũng mua cho các ngươi rồi dược liệu thay thế cũng có vậy mà các ngươi vẫn không nghiên cứu ra trong mật thất viêm linh tức giận y chỉ vào đám nhà khoa học của mình chửi rủa ta cần các ngươi làm cái gì nữa vài vị nhà khoa học hỏa diễm nhân chỉ biết nhún vai không dám nói lời nào bọn ta cũng cảm thấy kỳ lạ tài liệu thành phần các loại đều phân tích ra rồi cũng có đồ thay thế thiết bị cũng không có vấn đề gì nhưng không thể tạo ra chất xúc tác bọn ta có thể làm gì nói cho các ngươi biết hôm nay các ngươi mà không nghiên cứu ra được thì tất cả đều cút đi cho ta đổi người khác đến nghiên cứu viêm linh nổi giận mắng tộc trưởng vài nhà khoa học vội vàng nói nhà khoa học này không phải nói đổi thì có thể đổi. Nhà khoa học. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói với ta các ngươi là nhà khoa học. Nhìn đám thân thích dị giới đi, người ta mới là nhà khoa học, các ngươi chỉ là học việc thôi. Viêm Linh không chút khách khí mắng chửi. Được rồi, bọn ta không biết phản bác sao, so với đám thân thích dị giới đó, bọn ta quả thật chỉ có thể là học việc, thậm chí cả học việc còn không bằng. Tộc trưởng, dù sao thì bọn ta cũng đã quen thuộc với thiết bị này rồi, hơn nữa, đám nằm vùng kia cũng chưa nghiên cứu ra. Đám học việc khoa học khó chịu nói. Nằm vùng? Tại sao ta lại nghĩ đến viêm liệt nhỉ? Lẽ nào đầu óc của người thiên viêm tinh chúng ta không thể so sánh với đám thân thích dị giới kia? Trong lòng Viêm Linh không cam lòng, nếu giao kỹ thuật hạch tâm cho các ngươi, các ngươi có thể nghiên cứu ra không? Kỹ thuật hạch tâm. Đám học việc hai mắt sáng ngời vội vàng nói tộc trưởng ngươi đã lấy được kỹ thuật hạch tâm rồi à nếu có kỹ thuật hạch tâm bọn ta nhất định có thể nghiên cứu ra được đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ mang kỹ thuật hạch tâm đến cho các ngươi viêm linh hứa nếu có được kỹ thuật hạch tâm mà vẫn không thể nghiên cứu ra thì hắn chỉ có thể nói bộ não của người thiên viêm tinh bọn họ quả thật kém hơn so với dị giới nhìn viêm liệt xem chất xúc tác tuyệt vời bao nhiêu, bày đặt không nghiên cứu, chạy tới nghiên cứu ghen học chó má gì đó, không phải não có vấn đề thì là gì. Nghĩ nghĩ, viêm linh quyết định đợi lấy được kỹ thuật nghiên cứu hỏa nguyên tinh kia sẽ ra lệnh chết cho Long Hạo, nhất định phải lấy được kỹ thuật hạch tâm chất xúc tác, nếu không sẽ đem chuyện này ra dọa chết hắn. Đám người Long Hạo thảo luận về cách lừa tiền của thiên viêm tinh, trong khi viêm linh lại đang thảo luận với tổ tiên và các hoàng giả về cách uy hiếp Long Hạo, sau khi đuổi nhất phái thần học đi, làm sao động thủ với đám thân thích dị giới. Cuối cùng, cuộc thảo luận đã hoàn thành, việc nghiên cứu bom đã được xác định, pháp sư trận phía sau đều không cần nữa rồi, đã không cần luyện chế nữa, có hơn 100 viên khoáng thạch đủ để họ đánh lừa những người thiên viêm tinh rồi, làm nữa thì lỗ mất. Ta đã hỏi Bitera rồi, phiên bản cũ của kỹ thuật xúc tác tiên thiên có thể bán, nhưng phiên bản cải tiến không thể bán được, chất xúc tác trúc cơ cũng không được, tiền bán nhất định phải chia cho bọn ta một nửa. Long Hạo truyền tống lại nói. Được, kỹ thuật hạch tâm của chất xúc tác này bán đi lấy một triệu. Yên Tuyết Hàng nói. Ta cũng cảm thấy giá này rất thích hợp. Long Hạo gật đầu. Nếu họ có được kỹ thuật hạch tâm chất xúc tác sợ là sẽ trở mặt với chúng ta. Long Tích Đại Đế đang nghe truyện trên TV Audio CV nói. Trở mặt thì trở mặt, số tiền này lấy ra, thiên viêm tinh bị phái thần học hãm hại, còn lại bao nhiêu tiền chứ? Long hạo dễ cợt, nếu giàu có như huyền giới, ta cũng muốn ra giá 3 triệu. Long vân mặt không chút thay đổi nhìn hắn, các ngươi có thể đừng kéo ta theo được không? Huyền giới bọn ta đều bị các ngươi lừa thảm rồi, vẫn cứ có việc gì lại lấy làm ví dụ, vạch điểm yếu suốt, vui lắm sao? Trời tối rồi, về ngủ thôi, ngày mai thông báo cho viêm linh giao dịch. Long hạo bỏ lại một câu. Mọi người gật đầu, đều tản đi nghỉ ngơi. Huyền giới phòng nghiên cứu của Trần Hân Nghiên. Thần viên bơ tại sao ngươi lại liên lạc với ta? Trần Hân Nghiên khó hiểu, mang theo chút vui vẻ nói, ngươi muốn cùng ta tìm hiểu khoa học sao? Bơ Những lời của người đã làm gián đoạn tiết tấu của ta rồi, nó khiến ta nghĩ nên mở miệng như thế nào? Bơ trở lại chính đạo đi, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi đúng hướng. Trần Hân Nghiên lại nói. Bơ hít một hơi thật sâu, nén giận nói, thần viên trần ta xin hãy gọi ta là tiến sĩ trần trần hân nghiên nghiêm mặt nói được rồi tiến sĩ trần có một chuyện ta muốn thông báo cho ngươi sắc mặt bơ lốt rất khó coi nếu các ngươi không trở về các thành viên của thiên viêm tinh sau khi chinh phục được thiên viêm tinh tương lai sẽ trừng trị các ngươi ta hy vọng việc nghiên cứu thần đang các ngươi sẽ không giấu giếm gì với ta thần đang thực sự không còn tư liệu trần hân nghiên mặt không thay đổi nói bọn ta sẽ không trở về hiện giờ bọn ta đang đi đúng đường bọn ta là những nhà khoa học vĩ đại khoa học cái đầu nhà ngươi bơ lốt thở hổn hển tức giận không thôi ngươi có dám để ta điều khiển thiết bị của ngươi kiểm tra thông tin về tư liệu thần đan không bơ lốt ngươi muốn ăn cắp thành quả nghiên cứu khoa học của ta à trần hân nghiên tức giận bơ lốt mẹ nó ta chỉ muốn xác minh xem thật sự có tư liệu về thần đan hay không thôi lần trước ngươi tức giận đến mức trực tiếp cắt đứt liên lạc, lần này vất vả lắm mới bình tĩnh lại, đừng làm ta tức giận nữa. Tiến sĩ Trần, ngươi cảnh giác như thế, ta không thể không nghi ngờ, ngươi đang tự chiếm lấy tư liệu thần đan đấy. Bơ lốt nói, không có tư liệu thần đan, ngươi muốn điều khiển thiết bị của ta, đừng mơ. Trần Hân Nghiên hừ lạnh nói, ngươi làm vậy là đang phản bội thần học, ta sẽ đưa ra thông báo, hội thần học sẽ khai trừ ngươi, ngươi sẽ là tội nhân của thần học, về sau sẽ đối mặt với sự đuổi giết của thần học. Bơ lốt lạnh lùng nói. Đám tà ma các ngươi quả nhiên không thể chấp nhận các ngành học khác, một khi có người làm trái các ngươi, các ngươi sẽ tiêu diệt, loại bỏ tận gốc, ta nhìn thấu các ngươi rồi. Trần Hân Nghiên lạnh lùng nói. Bơ lốt chết lặng, chẳng phải chúng ta luôn như thế này sao? Trần Hân Nghiên, sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy? Ngươi là đang quyết tâm chống lại à, ngươi đợi đấy, chờ chinh phục thiên viêm tinh xong nhất định phải tới xử phạt ngươi bơ lốt lại cắt đức liên lạc trước khi cắt đức còn không quên lạnh lùng nói sau thiên viêm tinh sẽ là ngươi trần hân nghiên phản bội thần học chỉ có thể chết trần hân nghiên khinh thường lạnh lùng cười đang định tiếp tục thí nghiệm đột nhiên sững sờ sau khi chinh phạt được thiên viêm tinh sẽ xử phạt ta thần học tính chinh phục thiên viêm tinh sao bây giờ ở thiên viêm tinh không chỉ có người bản xứ thiên viêm tinh mà còn có cường giả hai giới chân hư giới và huyền giới khủng bố nhất còn có thần ma đạo tràng chỉ dựa vào thần học đi chinh phục thiên viêm tinh hiện tại là đang đùa đấy à dựa vào cái này mà uy hiếp ta điều này là rất phi thực tế bởi vì ngươi thậm chí không thể chinh phục thiên viêm tinh Biterra, đợi đến lúc long hạo đến thì giúp ta hỏi một chút khi nào bọn hắn chiếm thiên viêm tinh ta muốn qua đó một chuyến nhưng tiện lấy một số thiết bị qua đây trần hân nghiên nói Trước khi mỗi tiểu đội không gộp chung số liệu nghiên cứu, nàng cũng không cách nào nắm hết được. Trước lúc tiến vào chân hư giới, nàng đã không liên lạc với các thần viên khác trong hơn một tháng để cùng gộp tư liệu và số liệu vào, nếu bây giờ bắt được phái thần học Thiên Viêm Tinh, nàng có thể lấy được một ít số liệu mới. Được, tiến sĩ Trần. Bitera cung kính nói. Sáng sớm hôm sau, Long Hạo cầm theo 50 quả bom tìm viêm linh. Đây là 50 quả bom, có thể tấn công đại đế ngay cả chiến hạm tinh không, cơ giáp gì đó cũng không ngăn được. Long Hạo nói, được, đây là 4.000 vạn còn lại. Viêm Linh sẵn khoái đưa tiền. Đúng rồi, có một chuyện ta muốn nói với ngươi, bông này tồn tại tối đa chỉ trong nửa ngày sau đó sẽ nổ tung, bởi vì sức mạnh đại đế quá mạnh, khoáng thạch bình thường đều không chịu nổi. Long Hạo lại nói, sao ngươi không nói sớm? Giờ đã qua bao lâu rồi? Viêm Linh biến sắc, Nửa ngày là quá gấp, ngươi làm thế khiến bọn ta không thể chuẩn bị gì mà động thủ đấy. Những thứ này mới làm, còn sớm. Long Hạo nói. Viêm Linh thở vào nhẹ nhõm, vậy thì được. Nếu không có việc gì nữa thì ta phải đi rồi, không chậm trễ ngươi. Long Hạo nói. Chờ đã. Viêm Linh gọi Long Hạo lại, lạnh lùng nói, còn nhớ việc kỹ thuật hạch tâm chất xúc tác ta và ngươi nói với nhau không? Long Hạo vẻ mặt đau khổ, thở dài nói, có thể không cần không. Nhà khoa học kia rất đắt. Bất kể tiêu bao nhiêu tiền, ta đều phải lấy được kỹ thuật của chất xúc tác, Long Hạo, đừng ép ta nói ra chuyện của ngươi. Viêm Linh cười lạnh. Chỉ là nhà khoa học phải cần tầm 5.000 vạn mới đồng ý mạo hiểm, lấy giá một người một triệu bán ra. Long Hạo nói. Nói cách khác là cần một triệu 5.000 vạn. Viêm Linh cau mày. Đúng vậy, đây là một việc lớn gây bất lợi cho người nhà mình hắn phải có đủ tiền để thăng thực lực đến lúc đó mới có sức mạnh bảo vệ bản thân long hạo dừng lại một chút lại nói hơn nữa chỉ có thể bán cho ngươi hạch tâm chất xúc tác cấp tiên thiên vậy trúc cơ thì sao viêm linh không cam lòng nói chất xúc tác trúc cơ ta khuyên ngươi không nên nghĩ tới long hạo thở dài nó nằm trong tay của một nhà khoa học thần bí chỉ có đại đế mới có thể tiếp xúc phàm là trên trúc cơ đều do nàng phụ trách, cũng là người có tiền nhất trong thế giới của bọn ta. Chà, nếu không tính huyền giới, cùng với mấy trợ lý phạt tiền kia, thì quả thật Trần Hân Nhiên là người giàu nhất rồi, nhưng mà là được hưởng. Hơn nữa, ngươi yên tâm, có chất xúc tác tiên thiên làm tiêu bản, cách chỉ dẫn, kỳ trúc cơ cũng có thể nghiên cứu ra được, nếu nghiên cứu không được, ngươi cứ hỏi các nhà khoa học của ngươi. Long Hạo nói, được, ta cho ngươi thời gian 2 ngày, phải lấy được hạch tâm chất xúc tác một triệu năm nghìn vạn ta sẽ chuẩn bị nó cho ngươi viêm linh chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy nó bằng giá thấp hơn đến lúc đó lúc giao dịch thì giết người cướp của không trả tiền long hạo trực tiếp trở lại đạo tràng suy nghĩ nói các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó ẩn nấp trong bóng tối ta ở đạo tràng giao dịch như vậy bọn họ sẽ không dám động thủ có thể lấy được tiền được đấy đường lui cũng nghĩ xong rồi Mọi người gật đầu tán thưởng nhìn Long Hạo. Bọn họ đã có được 50 quả bom rồi, nếu không động thủ, nửa ngày trôi qua, bom nổ tung, bọn họ sẽ thành cặn bã. Long Hạo nói, phái thần học xui xẻo rồi đây. Phái thần học giờ phút này vẫn đang ngơ ngác, bọn họ tìm nửa ngày, tìm không ra người đã gây ra vụ nổ, cuối cùng chỉ có thể quay về. Không bao lâu, bọn họ nhận được thông báo bên trên, nhanh chóng bắt Thiên Viêm Tinh sau đó đi huyền giới trừng phạt Trần Hân Nghiên đã phản bội thần học, phải thanh trừ. Nhóm nằm vùng lần lượt trở về, ai mang được thiết bị trở về thì nhất định mang về, sau đó đặt bom ở đó. Hỏa diễm đại đế cầm 10 quả bom, mang theo đám người hỏa diễm, thổi còi phát động xung phong. Đuổi thần học, xây dựng lại thiên viêm. Hỏa diễm đại đế giận dữ hét lên. Tiếng hét giận dữ vang dội nửa thiên viêm tinh, người thần học ngẩn ra, bọn ta đang dự định công kích các ngươi, các ngươi lại xuất thủ trước. Ai cho các ngươi can đảm đó vậy? Một trận chiến bắt đầu, chiến hạm tinh không trôi nổi trên hư không, sát thủ tinh không cũng xuất hiện, không có cơ giáp. Đám đầy tớ của thiên viêm tinh, các ngươi cũng dám phản kháng, muốn tru di tam tộc à. Thần viên bê cơ gào thét, điều khiển chiến hạm, lạnh lùng nhìn hỏa diễm đại đế đang tấn công. Hôm nay, nếu thiên viêm tinh ngươi không hoàn toàn đầu hàng, chắc chắn sẽ bị diệt cả tộc. Một đám tà ma ngoại đạo, tri thức truyền thừa chân chính của thiên viêm tinh ta, hệ thống mạnh nhất. Hỏa diễm đại đế tự hào nói. Truyền thừa chân chính, hệ thống mạnh nhất. Bê cơ sửng sốt, người thiên viêm tinh vẫn luôn ẩn thân. Nhưng trước đây, bọn ta bắt nạt các ngươi tàn nhẫn như vậy, cường giả cấm kỵ của các ngươi cũng không về được, các ngươi cũng chưa từng điên cùng như vậy, hiện tại lại nói cho bọn ta các ngươi còn có truyền thừa chân chính, hệ thống mạnh nhất. Giết, giờ này chắc não của đám người thiên viêm tinh đó đã uống nước hết rồi, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đi. Bê cơ ra lệnh, chiến hạm bột phát sức mạnh kinh hoàng. Hôm nay, để cho đám người dị giới các ngươi nhìn sức mạnh truyền thừa của bọn ta. Hỏa diễm đại đế cười ngạo nghễ nói, bong khoa học, giết đám người ngu ngốc này cho ta. Tiếng nói vừa dứt, từng luồng sức mạnh bay ra, vốn những quả bom đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng rồi, lập tức phát nổ ầm ầm. 40 quả bom cùng lúc nổ mạnh, đó là cảnh tượng gì? Nó tương đương với 40 vị đại đế ra tay, tuy không phải là một đòn toàn lực nhưng cũng rất đáng sợ. Trong mắt đám người bê cơ, mặt đất nứt toát, ngọn lửa đáng sợ tràn ngập, đám sát thủ tinh không còn chưa kịp lao ra, đã trực tiếp bị năng lượng đáng sợ này nuốt chửng. Hư không sụp đổ, có thể nhìn thấy ngoài tinh không, sức mạnh kinh hoàng quét ra, chiếm hạm ở xa tinh không đều rung chuyển dữ dội, bị ảnh hưởng mà tung ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người Bê Cơ kinh hải, bông khoa học gì vậy? Đây không phải là quá kinh hãi rồi sao, đám sát thủ tinh không chống lại sự tồn tại của cấm kỵ, còn chưa làm gì đã trực tiếp biến mất rồi. Đây chính là truyền thừa chân chính của Thiên Viêm Tinh. Thật khủng khiếp, truyền thừa chân chính của Thiên Viêm Tinh thật đáng sợ, có một vũ khí khủng bố như vậy mà vẫn chưa sử dụng. Bê Cơ kinh hoàng nói. "Giết!" Hỏa Diễm Đại Đế nổi giận thét lên một quả bom ném tới tiếp của ta một quả quả bom khoa học chạy đi quả bom khoa học này rất khủng khiếp chiến hạm ngăn không được đâu baker không chút suy nghĩ thét lên đám thợ săn tinh không chết hết rồi biển lửa ở phía dưới trong phạm vị trăm dặm đều biến thành một vùng chết mặt đất đã bị phá hủy hạ thấp mấy tầng sức mạnh này quá kinh người điều đáng sợ nhất là lực sát thương của những quả bom này không chỉ có mặt đất mà cả hư không không thấy hư không đều bị đánh nát rồi sao hỏa diễm nhân cũng kinh ngạc đám người thân thích dị giới cũng thật quá giỏi bom này quả là khủng bố nếu cái này dùng để đối phó với thiên viêm chúng ta vậy ai có thể ngăn được ầm ầm lúc này trên trời bom lại nổ mạnh lực lượng cực mạnh va chạm chiến hạm rung chuyển dữ dội mấy chục họng súng đều bị phá hủy nhìn thấy trận chiến trên bầu trời giang thái huyền lặng lẽ nói quả bom này tập hợp tại một điểm đương nhiên điều này có thể giảm thiểu tổn thất nhất Long Hạo nói, bọn ta cố gắng hết sức khống chế thực lực, không khống chế quá xa, nếu không cũng không cần mời Ngao Bính Đại Nhân và Thạch Cơ Nương Ngươi qua hợp tác với đám đại đế. Hai vị thần ma của đạo tràng cùng đám người yên tuyết hàng đang ở bên cạnh vụ nổ nhằm khống chế sức mạnh vụ nổ, nếu không 40 vị đại đế liên thủ, thiên viêm tinh này căn bản không thể cầm cự được. Nơi này lập tức sẽ có một chỗ đứng nhỏ cho bọn họ, sau này cũng là đối tác của nhau, càng phá thì càng lỗ. Chạy, chạy mau baker gần như dùng hết lực hét lên quả bom khoa học này thực sự do con người chế tạo bất kỳ quả nào đều có uy áp đáng sợ làm lay động một chiến hạm cứng nếu thêm vài cái nữa chiến hạm sẽ bị nổ tung cho đến khi hiểu rõ khoa học tuyệt đối không được tấn công vào thiên viêm tinh phái thần học sợ rồi những xúc tu nhạy bén nói với họ rằng nếu không toàn lực chạy trốn tất cả bọn họ đều phải chết lúc này hỏa diễm đại đế lại ném thêm một quả bom khoanh tay cười lạnh truyền thừa chân tính thiên viêm tinh là khoa học các ngươi cho rằng võ đạo là nghề chính của bọn ta sao ngu ngốc người của hai giới đều im lặng theo dõi ngươi tiếp tục giả bộ bọn ta sẽ không vạch trần ngươi ngừng một chút nhìn chiến hạm tinh không chạy trốn hỏa diễm đại đế trực tiếp xé rách hư không đuổi theo hôm nay một người trong các ngươi cũng đừng chạy thoát thú ma đại đế ngươi đi theo xem tình hình Yên Tuyết Hàng nói, thiên viêm tinh hẳn là không đơn giản như vậy. Nàng vẫn nhớ rõ, hỏa diễm đại đế có nói qua thực lực của thiên viêm tinh không hề đơn giản như vậy. Chú ý an toàn, âm thầm đi theo, cách xa một chút. Linh kiếm đế dặn dò. Được. Thú ma đại đế khẽ gật đầu rồi đi theo. Hỏa diễm đại đế đuổi theo chiến hạm tinh không, trực tiếp tiến vào tinh không, lực lượng khủng bố lần lượt bắn phá, một quả bom nổ mạnh, tinh tú xung quanh rung chuyển, chiến hạm đầy vết nứt chiến hạm chống lại đại đế nhận vài trận bom và sự bắn phá của đại đế căn bản không chịu nổi tên này vẫn liều chết đuổi theo không buông baker vẻ mặt âm trầm giọng gấp gáp nói liên lạc với bên trên chưa thần viên bơ đã liên lạc bên trên rồi bảo chúng ta đến thiên ngân tin trước bọn họ sẽ đón chúng ta một giọng nói phát ra từ chiến hạm lập tức đến thiên ngân tin trước dùng hết lực đi toàn lực Baker nói. Chiến hạm đã bị hư hỏng, nếu không chạy nhanh hỏa diễm đại đế sẽ đuổi kịp. Ngươi đừng đuổi nữa, đuổi không kịp đây, trở về đi. Baker nhìn hỏa diễm đại đế vẫn đang đuổi theo, vẻ mặt đau khổ, có cần phải tàn ác như vậy không, đều giết đến tinh không rồi. Hỏa diễm đại đế lạnh lùng cười, nhận thêm một quả bom khác của ta này. Tổng cộng có 10 quả bom, hiện tại còn lại hai quả, phải dùng hết trong nửa ngày, nếu không sẽ nổ tung, thay vì lãng phí, chi bằng đuổi theo dọa sợ bọn người thần học này. ầm ầm Tinh không chấn động, vết trách lấp ló, hỏa diễm đại đế truy đuổi mãnh liệt mà đánh, đuổi theo chiến hạm đến thiên ngân tinh. Quanh. Chiến hạm tinh không nổ tung, toàn bộ thân tàu lung lay sắp đổ, gần như bị phá hủy, thiên ngân tinh đã gần ngay trước mắt rồi, hỏa diễm đại đế vẫn đuổi theo, sắc mặt mệt mỏi đến trắng bệt, thở hỗn hển. Đây là sự khác biệt giữa con người và chiến hạm dù mạnh đến đâu thì cũng sẽ mệt, nhưng chiến hạm thì khác, chỉ cần có năng lượng thì không bao giờ mệt. Ha ha, ngươi đuổi tiếp đi, sắp đến thiên ngân tinh rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Bê cơ đứng trên chiến hạm cười nhạo, đợi ta quay về thần học dẫn quân, nhất định sẽ chinh phục thiên viêm tinh ngươi, tiêu diệt tất cả các ngươi. Khuôn mặt tái nhật của hỏa diễm đại đế hiện lên một tia lạnh lùng, trên thiên ngân tinh các ngươi có người à? Cái gì? b cơ sửng sốt bốn phía tinh không vặn vẹo mấy võ giả có ấn ký hỏa diễm bước ra băng qua tinh không uy áp khủng bố chấn động quét ngang tứ phương thiên địa phái thần học món nợ của chúng ta nên tính toán rõ ràng một trong số họ cười lạnh đánh ra một chưởng chưởng lực cuồn cuộn chấn động tinh không làm tinh không đều vỡ tan năm vị không ngờ lại xuất hiện thêm năm cường giả cấm kỵ một người trong đó đã đạt tới đỉnh phong xa xa thú ma đại đế khiếp sợ nói quan trọng nhất là tất cả đều là hỏa diễm nhân đây là lai lịch thực sự của thiên viêm tinh sao ngọn lửa vô tận tràn ngập năm đại đế liên thủ phong tỏa hư không khiếp sợ bắt đầu hòa tan bê cơ bên trong chiến hạm kinh hãi hét lên người của ta đâu thần viên bơ tại sao còn chưa đến tiếp ứng thần viên bê cơ thần viên bơ gặp rắc rối rồi tạm thời không thể ra tay trong lúc này trong chiến hạm một giọng nói nức nở vàng lên bê cơ Bơ lốt, mẹ nó ngươi lừa ta, trong thiên ngân tinh mẹ nó giấu một đám hỏa diễm nhân, sao ngươi không nói sớm? Cách đây rất lâu, thiên viêm tinh ta đã bước vào thiên ngân tinh, người của các ngươi, chậm chạp không thể cử lực lượng mạnh hơn để chinh phục thiên viêm tinh, bởi vì sức mạnh của thiên ngân tinh đã bị bọn ta kìm hãm từ lâu rồi. Hỏa diễm đại đế cười lạnh, đầu hàng đi, bê cơ. Ta đầu hàng còn mạng sao? Dù sao cũng đều chết, tại sao không giãy dụ một chút chứ? Bê cơ lạnh lùng nhìn đám đại đế, tuy rằng đã bị dọa sợ đến không xong rồi nhưng hắn vẫn không cam lòng. Đầu hàng và làm việc cho ta, ta có thể cho ngươi nghiên cứu khoa học. Hỏa diễm đại đế bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi đã thấy được quy lực của quả bom rồi đấy, đây chính là một truyền thừa khoa học, khoa học còn có rất nhiều truyền thừa. Ngươi bảo ta nghiên cứu khoa học. Bê cơ sửng sốt, ngươi đuổi giết ta tàn ác như vậy, giờ ngươi lại nói với ta muốn chiêu hàng ta. Đúng vậy, Ngươi có nền tảng thần học, tham gia vào nghiên cứu khoa học, chắc chắn có thể trở thành nhà khoa học. Về sau nếu tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, ngươi sẽ phát hiện ra thần học chẳng là cái gì cả. Hỏa diễm đại đế nói. cơ im lặng, giờ ta đều cảm thấy thần chẳng là gì cả rồi. Ngươi nói khoa học có rất nhiều truyền thừa, chế ra quả bom quét sạch bọn ta, nếu có thêm mấy truyền thừa nữa vậy không phải là tung hoành tinh vực rồi sao? Đầu hàng hoặc là chết. Năm Tôn Đại đế hờ hững nói, "Ta đầu hàng, ta làm việc cho các ngươi." Bê Cơ không chút do dự nói, "Có thể không chết, còn có thể nghiên cứu khoa học lợi hại như vậy, tên ngốc mới không đầu hàng." Hỏa Diễm Đại đế hài lòng gật đầu, sau đó nói, "Mọi người, chúng ta cùng nhau trở về Thiên Viêm Tinh, còn có một đám người dị giới nữa." "Còn có một đám?" Bê Cơ ngẩn người, "Thiên Viêm Tinh không phải chỉ có các ngươi và phái thần học ta sao?" từ khi nào lại có thêm một đám vậy chuyện lớn như vậy mà ta lại không biết ngươi về trước đi ngày mai bọn ta sẽ về để lấy bí pháp phong tỏa thiên viêm tinh cố gắng hết sức quét sạch đám người dị giới năm tôn đại đế nói được hỏa diễm đại đế hài lòng gật đầu trực tiếp bắt lấy chiến hạm bị hư hỏng trở về thiên viêm tinh trong bóng tối thú ma đại đế lặng lẽ rút đi cũng may hắn còn cách xa nếu bị đám người kia phát hiện nhất định cũng bị cho ở lại đây. Trở lại thiên viêm tinh, hỏa diễm đại đế không đề cập gì đến chuyện mấy vị đại đế, chỉ nói tự mình bắt được chiến hạm, thần viên bê cơ đã đầu hàng, thần phục thiên viêm tinh. Thông tin này khiến hỏa diễm nhân rất phấn khích, bọn họ bất luận là nằm vùng hay cái gì đó đều không hiểu rõ về thần học cũng như đám thần viên, cơ sở dữ liệu họ nắm được cũng không bằng. Việc bê cơ gia nhập sẽ làm cho nghiên cứu bọn họ nhanh hơn và có thể tiến hành càng tốt hơn. Thú ma đại đế nói ra hết những chuyện mình thấy được, tất cả mọi người đều bị sốc, thiên viêm tinh lại có sức mạnh cường đại như vậy. Còn có năm tôn đại đế, trong đó có một vị là đỉnh phong, thực lực của thiên viêm tinh quả thực khiến người khác bất ngờ. Yên tuyết hàng thản nhiên nói, nàng cũng không quan tâm, bởi vì nàng mạnh hơn đại đế đỉnh phong. Hơn nữa cứu viện của thần học không tới, bị người khác ngăn chặn rồi, năm tôn đại đế kia không phải người có cảnh giới cao nhất. Thú ma đại đế nói mặc kệ như thế nào, còn có thể hơn chúng ta hay sao? Long Hạo nói với giọng điệu kinh thường. Mọi người gật đầu, bọn chúng dù có nhiều đại đế hơn nữa, thì vẫn có thể nhiều hơn hai mươi mấy vị như bọn họ sao? Hơn nữa, Yên Tuyết Hàng có thể còn lợi hại hơn so với đại đế đỉnh phong, đủ để một người đánh lại mấy người. Tràng chủ, trước tiên cho bọn ta thuê hai vị thần ma đi. Yên Tuyết Hàng nói. Đúng, hai vị này chính là vương bài. Long Hạo nhếch miệng, bọn ta thuê trước, đến lúc đó xem các ngươi làm thế nào. Mặt Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, tiền được tặng không, ngu sao mà không muốn. Phim Linh, kỹ thuật hạch tâm đã lấy được, ngươi gom góp tiền đủ chưa? Long Hạo phát ra tin tức. Nhanh như vậy sao? Phim Linh sửng sốt, ngươi còn tích cực hơn cả ta à? Bọn ta mới đánh xong phái thần học chưa được bao lâu. Làm việc là phải hiệu suất. Long Hạo thản nhiên nói, giao dịch ở thần ma đạo tràng, đừng nghĩ đến việc đổi nơi khác, ta chỉ giao dịch tại đây thôi. Viêm Linh trầm mặt, long xà này thật là cẩn thận, hay là đã nhìn ra tâm tư của ta rồi. Có điều, việc này cũng không vấn đề gì, chờ ta lấy được kỹ thuật hạch tâm, ta sẽ khui chuyện của ngươi ra, để ngươi và nhà khoa học kia đi chết. Còn nữa, ngươi có thể đợi cả một đời tại đạo tràng sao? Rất nhanh, Viêm Linh đã đến. Lần này hắn mang theo một đống tài nguyên lớn cơ hồ đã là vơ vét tài nguyên còn thừa của thiên viêm tinh tới. Bọn người yên tuyết hàng sớm đã ẩn nấp, vẻ mặt của viêm linh tươi cười, đây là tiền, long hạo huynh đệ, ta biết ngay ngươi là người chân thật. Lão ca cũng rất chân thật. Long hạo nhếch miệng cười nói, vui vẻ lấy tiền, lão ca, đây chính là kỹ thuật hạch tâm, ngươi lấy về, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được. Được. Viêm linh mỉm cười gật đầu, vội vàng chạy về, giao kỹ thuật hạch tâm cho các nhà khoa học không phải chúng ta nghiên cứu bom sao baker cầm kỹ thuật hạch tâm với vẻ mặt bối rối bom lợi hại như vậy các ngươi không cho ta nghiên cứu lại bắt cho ta nghiên cứu cái chất xúc tác tiên thiên gì gì đó các ngươi làm như vậy là đang xem thường ta sao ta chính là thần viên cũng hết sức quan trọng ở phái thần học mặc dù hiện tại đã đầu hàng nhưng các ngươi làm vậy là không để thần viên làm nhà khoa học phải không các ngươi thực sự không muốn ta nghiên cứu bom không yên tâm để ta tiếp xúc đến cơ mật cũng được nhưng có thể để cho ta đi nghiên cứu ghen học với viêm liệt hay không đây mới là con đường đúng đắn đó các ngươi hết lần này tới lần khác muốn nghiên cứu cái gì mà chất xúc tác tiên thiên đáng chết này muốn dược liệu tiên thiên nhiều như vậy làm gì chứ cũng chỉ có ích đối với tiên thiên ngươi đổi thành một đạo quả thử xem dược liệu tiên thiên này cũng chẳng có một chút tác dụng nào bảo ngươi nghiên cứu thì nghiên cứu đi sao lại nói nhảm nhiều như vậy hiện tại ngươi là nô lệ đó viêm linh nói với giọng lạnh lùng được thôi ta thừa nhận ta bị các ngươi bắt nhưng ta không phải là nô lệ thần viên vĩ đại làm sao có thể là nô lệ chứ ta chỉ là tạm thời khuất phục các ngươi chờ ta học xong khoa học thần học tới cứu ta ta nhất định sẽ trả lại nỗi nhục lần này cho các ngươi ngoại nhân tin ngu xuẩn các nhà khoa học nhìn bê cơ với vẻ khinh thường thế mà muốn đến nghiên cứu bom và ghen học cái gì chứ ta cảm thấy đầu óc viêm liệt bị hư mất, chính là vì tên bê cơ này làm hư. Bê cơ không phản bác, hắn muốn ẩn tàng, hắn muốn học tập khoa học giống như nội ứng của người hỏa diễm. Vừa mở dụng cụ ra, bê cơ đã nhìn thấy một thỉnh cầu liên lạc, sắc mặt lập tức liền đen lại, bơ lốt. Kết nối đi, để bọn ta cùng nghe xem hắn nói cái gì với ngươi. Viêm Linh nói. Không đợi bê cơ có phản ứng, nhà khoa học người hỏa diễm đứng bên cạnh trực tiếp hỗ trợ xác định, con xúc tu bơ lốt xuất hiện ở trên màn hình bê các ngươi ở đâu vừa xảy ra chút chuyện bọn ta sẽ tới tiếp ứng cho ngươi ngay tới tiếp ứng cho ta sao bơ lốt ta phát hiện mẹ nó ngươi càng ngày càng biết nói đùa chúng ta đều bị bắt thì ngươi còn tới tiếp ứng ta thế nào chứ viêm linh đẩy bê để ra hiệu cho hắn đáp lời bê hít sâu một hơi rồi nói ra thần viên bơ lốt tôn kính ngươi không cần tới tiếp ứng cho bọn ta ồ các ngươi đã tiến vào thiên ngân tinh hay sao? Vậy mau tới. Chúng ta đã bị bắt, tất cả bị diệt rồi. Baker nói với vẻ vô cảm. Bơ lốt. Như vậy thì ta thực sự không cần tới tiếp ứng, cơ mà, chi tiết này cũng không đúng lắm, ngươi bị bắt, thế nhưng chúng lại không giết chết ngươi sao? Bọn họ không giết ngươi hả? Ngươi còn có thể mở dụng cụ ra à? Bơ lốt cảm thấy rất kỳ quái, thiên viên tinh này bị ngu ngốc phải không? Hay là muốn dùng bê cơ để dẫn bọn họ đi qua bên đó nhỉ? Hiện tại bọn họ đang cần ta, ta cũng đang cần bọn họ. Bê cơ bình tĩnh nói, đã bị bắt lâu như vậy nên đã sớm trở nên tỉnh táo. Bọn họ cần ngươi làm gì thế? Ngươi cũng cần bọn họ là sao? Bơ bối rối. Đúng, bọn họ cần ta làm nghiên cứu, còn ta lại cần học tập khoa học. Bê cơ nói trong sự sợ hãi mang theo vẻ cuồng nhiệt, khoa học thực tế quá đáng sợ, chỉ là một cái chớp mắt chúng ta sẽ bị diệt sạch khoa học là hệ thống thần học siêu việt ngươi nói cái gì cơ các ngươi bị khoa học đánh bại à bơ lốt sợ mình nghe lầm mẹ nó ngươi cũng nói khoa học với ta sao còn bị khoa học đánh bại ư đúng khoa học bê cơ kích động nói hệ thống bom khoa học chiến hạm cũng đỡ không nổi còn có ghen học dùng toàn bộ những thứ này đủ để cải biến toàn bộ tinh vực tung hoành chư thiên chiến hạm cũng đỡ không nổi ư. Bơ bối rối, khoa học thật sự khủng bố như vậy sao? Đúng, cho nên thần viên bơ xin đừng nên liên lạc lại với ta nữa, ta muốn hiến thân vào lĩnh vực khoa học, một lòng nghiên cứu khoa học, cũng không muốn tiếp tục quản những chuyện còn lại. Baker nói, tất cả bên cạnh đều là người hỏa diễm, ta không nói như vậy mà được sao? Ngươi, ngươi cũng bị tẩy não rồi à? Bơ kinh hải, đầu tiên là Trần Hân Nghiên, giờ lại đến bê cơ chẳng lẽ khoa học thật cường đại như thế sao bốt viêm liệt trực tiếp ngắt đứt liên hệ lạnh lùng nói nghiên cứu cho tốt nghiên cứu ra được chất xúc này chúng ta mới có thể một lòng nghiên cứu ghen học được nói không sai ngươi muốn một lòng nghiên cứu khoa học thì không cần phải để ý đến chuyện khác viêm linh nói với vẻ tán thưởng tại thiên ngân tinh lốt rất hoảng hốt vì sao đây là vì sao chứ khoa học đến tột cùng là cái gì vì sao Trần Hân Nghiên tiếp xúc khoa học lại phản bội, mà hiện tại bê cũng biến thành bộ dạng này. Trực tiếp từ bỏ thần học. Các ngươi làm vậy là đang sỉ nhục. Không được, ta lại tìm Trần Hân Nghiên hỏi một chút, khoa học này đến tục cùng là cái thứ gì, làm sao có thể lập tức diệt người của chúng ta nhanh như vậy. Bơ không bình tĩnh, hắn nhất định phải giải ra được khoa học. Đến tục cùng là hệ thống gì, có thể tẩy não người ta nhanh như vậy, còn muốn hiến thân vào lĩnh vực khoa học, còn có thể chiến thắng được chiến hạm tinh không của bọn người Bê cơ. Chuyện chiến thắng chiến hạm tinh không này cũng không có gì, bởi vì chiến hạm tinh không chỉ có thể chống đỡ cường giả cấm kỵ, rất khó giết chết cường giả cấm kỵ, trừ phi là mấy tàu chiến hạm liên thủ mới có thể đảm bảo giết chết cường giả cấm kỵ. Nếu là một số cấm kỵ xuất thủ, đánh nát chiến hạm tinh không, giết người của hắn, vậy không nói, nhưng bây giờ lại là khoa học, thứ mà nghe cũng chưa từng nghe qua. Cho dù ngươi nói thiên viêm tinh lại ra cấm kỵ, hoặc là cấm kỵ đi ngang qua thiên viêm tinh nào, mẹ nó, ta đều tin, nhưng ngươi lại nói khoa học gì đó. Nội tâm bơ lốt nặng nề, tràn đầy nghi ngờ, lại liên lạc với Trần Hân Nhiên lần nữa. Tiếp, đối phương đã cự tuyệt trò chuyện với ngươi. Bơ lốt. Mẹ nó, ngươi lại không nhận cuộc gọi à, còn dám cự tuyệt ta, là lần trước ta đã nói quá độc ác sao. Truyền lại tin tức, ta là bơ lốt. Thần viên bơ lốt hít sâu một hơi rồi nói Tiếp, đối phương đã cự tuyệt trò chuyện với ngươi Cũng trả lời ngài một câu, ngu ngốc Đậu má Bơ lốt nổi giận, ta ngu ngốc hả? Trần Hân Nghiên, mấy tên bị tẩy não các ngươi Có tư cách gì nói ta ngu ngốc chứ? Ta chính là thần viên vĩ đại, vẫn là cấp trên của các ngươi đó Liên tục thỉnh cầu vài chục lần đều bị cự tuyệt Nên bơ lốt cũng nhanh chóng phát điên Trần Hân Nghiên, Trần Hân Nghiên Ngươi đây là muốn chết, muốn chết rồi. Bơ cũng sắp điên rồi, hai cây xúc giác trên đầu đông đưa kịch liệt. Trần Hân Nghiên thỉnh cầu trò chuyện với ngươi. Bơ lốt ngẩn ngơ, ngươi làm vậy là có ý gì, ta tìm ngươi thì ngươi không tiếp, đảo mắt qua một cái thì ngươi lại tìm ta à. Ta có nên tiếp hay không nhỉ? Cuối cùng, để tra rõ bí mật của khoa học, bơ vẫn phải tiếp, lần này cần tỉnh táo, nhất định phải thám thính hết tất cả bí mật của khoa học bơ lốt thần viên mới bao lâu không gặp liền vội vã tìm ta như vậy sao trần hân nghiên cười mỉm rồi nói nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia bơ lốt cắn răng chưa bao giờ cảm thấy gương mặt này muốn ăn đòn như vậy bác sĩ trần ngươi khỏe ha cảm ơn ngươi đã quan tâm ta rất khỏe trần hân nghiên mỉm cười nói nhưng ta suy đoán hiện tại ngươi thật sự không khỏe chuyện của thiên viêm tinh là ngươi an bài sao bơ âm lãnh nói ta quả thực không khỏe còn không phải do khoa học gì đó của ngươi gây ra à bơ lốt thần viên thật biết chơi cười ta chỉ là một nhà khoa học cũng không có tâm tình đối phó các ngươi trần hân nghiên nói với vẻ thản nhiên khoa học của thiên viêm tinh không phải là ngươi truyền đi sao bơ lốt cười lạnh cũng chỉ bán chút kỹ thuật rác rưởi cho bọn họ trần hân nghiên thản nhiên nói nàng ta bán đúng là kỹ thuật lạc hậu phiên bản đầu tiên của chất xúc tác tiên thiên phiên bản cải tiến thì không bán, về phần bom, đó là chính bọn Long Hạo làm. Kỹ thuật rác rưởi trước kia à? Bơ lốt bối rối, một chút kỹ thuật rác rưởi của ngươi, liền diệt sạch chúng ta, vậy kỹ thuật tân tiến nhất của ngươi thì kinh khủng tới trình độ nào rồi? Khoa học này của các ngươi, đến cùng là làm cái gì thế? Bơ lốt nhịn không được nên hỏi, ngươi nói vậy cũng quá kinh khủng. Để võ giả nâng cao, để cho người ta kiếm tiền trần hân nghiên nói với vẻ thờ ơ để võ giả nâng cao thì ta có thể lý giải vậy còn kiếm tiền là sao bơ lốt cho mày hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng được rồi nếu bơ lốt thần viên không có chuyện gì ta còn muốn nghiên cứu trông thấy dáng vẻ biệt khuất của ngươi là ta đã thỏa mãn rồi trần hân nghiên nói bơ lốt nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống hít sâu một hơi bơ lốt đè nén phẫn nộ Duy trì ngữ khí ôn hòa, ta muốn biết, bông này là cái gì, cụ thể khoa học lại là cái gì, ngươi nói cho ta biết, phái thần học còn có vị trí của ngươi, thậm chí, vị trí của ta cũng có thể cho ngươi. Trên màn hình giả lập của Trần Hân Nghiên, trên mặt nàng mang theo vẻ kích động, ngươi nói là sự thật sao? Ta thật có thể quay về thần học, còn có thể ngồi lên vị trí của ngươi sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói ra cơ mật của khoa học. Lốt nói không chút do dự Trần Hân Nghiên khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi nghe cho kỹ đây, cơ mật khoa học. Ngươi nói đi, ta sẽ nhớ kỹ. Bơ lốt vội vàng nói. Ta không nói cho ngươi đấy, ta rất chứng mắt vị trí của ngươi, thần học cái gì chứ, ta sẽ không gia nhập tà ma ngoại đạo nữa. Trần Hân Nghiên ném một câu nói tiếp theo, rồi không chút do dự ngắt đứt liên hệ. Bơ lốt bối rối, mẹ nó, ngươi đang chơi ta đó hả? Trần Hân Nghiên ngắt đứt liên hệ, rồi tỏ vẻ sảng khoái, cảm nhận được sự phẫn quốc của hắn, nên trong lòng đã tốt hơn nhiều, từng tiếp tục nghiên cứu chất xúc tác và ghen học thôi. Nàng ta chính là muốn nhìn bơ lốt tức giận. Tại thời điểm mà phái thần học của thiên viêm tinh bị diệt, nàng đã có ý tưởng này, cố ý chờ bơ lốt liên hệ vài chục lần, rồi mới chủ động liên hệ lại. Đúng như dự liệu của nàng, bơ lốt từ đầu tới cuối đều chịu đựng, không dám bộc phát, cuối cùng đã bị nàng đùa nghịch một chút căn cứ đại môn bị vũ lực đẩy ra, mấy thân ảnh đồng thời xông đến. Các ngươi làm cái gì, hả, băng tuyết đại đế, các ngươi có chuyện gì thế? ra vừa muốn nổi giận, nhưng thấy người dẫn đầu, nên lập tức cúi đầu không lưng. Vẻ mặt Long Vân bất mãn, ta cũng là đại đế của thiên long đế quốc tại huyền giới, đại ngộ này sao lại trên lệch lớn như thế? Chúng ta lần này có một ít tù binh của phái thần học, chắc hẳn là đồng tộc của ngươi. Họ sẽ làm việc miễn phí giúp các ngươi 3 tháng Các ngươi hãy phụ trách truyền thụ khoa học cho họ Yên tuyết hàng thanh lãnh nói Không có vấn đề gì Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề Biterra vội vàng nói Truyền thụ một chút khoa học thì cũng không có việc gì Chỉ cần không phải muốn thành quả nghiên cứu mới nhất Mà lại miễn phí làm 3 tháng nữa Đây chính là có được kẻ làm việc Từng, mấy ngày sau họ sẽ tới Ta chỉ thông báo trước cho các ngươi thôi Yên tuyết hàng gật gật đầu rồi rời khỏi căn cứ và phát ra tin tức, đại đế hai giới tập hợp, kết thúc thiên viêm tinh, về sau ai nấy đều được phân địa bàn. Lần này bắt được phái thần học, bọn họ cũng không chỉ là khống chế những kẻ gây ảnh hưởng, còn âm thầm cứu một số thần viên, dự định bồi dưỡng bọn chúng thành một số nhà khoa học, đặc biệt phục vụ cho bọn họ. Tập hợp tất cả đại đế xong, bọn người yên tuyết hàng lại đi vào thiên viêm tinh lần nữa, xử lý đến sự việc phía sau sáng sớm ngày hôm sau trong tinh không của thiên viêm tinh đột nhiên hiện ra từng hoa văn một tầng hỏa diễm che chắn bao phủ bao vây toàn bộ thiên viêm tinh lại oanh đại địa chấn động hư không sụp đổ bi áp mạnh mẽ quét sạch hơn 10 bóng người giáng lâm ở thiên viêm tinh long hạo đã bán rẻ các ngươi để mua nhà khoa học bán cả kỹ thuật của chất xúc tác cho chúng ta hiện tại chúng ta đã nghiên cứu ra chất xúc tác một âm thanh băng lãnh truyền đến đồng thời còn có vô số hình ảnh chất xúc tác hiển hiện trong hư không đây là bọn họ tạo ra trong thời gian một đêm thời gian một đêm có bê cơ gia nhập còn có đông đảo các nhà khoa học giúp đỡ nên họ đã thành công nắm giữ được kỹ thuật hạch tâm và nghiên cứu ra chất xúc tác long hạo ta xem lần này ngươi chết như thế nào trong lòng viêm linh cười lạnh ta đã không cần ngươi thì ngươi và nhà khoa học sau lưng ngươi đều có thể đi chết long hạo ngươi dám tiết lộ cơ mật âm thanh của đông đảo đại đế vang lên. Họ đang tức giận vô cùng. Tại thần ma đạo tràng, giờ phút này không có ai cả, viêm linh lại tới, trực tiếp tìm tới Giang Thái Huyền, tràng chủ, ta có việc muốn thương lượng. Chuyện gì thế? Giang Thái Huyền đạm mạc nói. Đây là một ngàn vạn, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta và người dị giới, đừng giúp bọn họ. Viêm Linh trầm giọng nói. Để cho ta nghĩ lại đã. Giang Thái Huyền trầm mặt, âm thầm liên hệ với ngao bính và thạch cơ viêm linh tới tìm ta bảo ta đừng nhúng tay vào cũng không thuê thần ma ngươi hỏi thăm chuyện của bọn họ xem sao tràng chủ hãy đồng ý với hắn một ngàn vạn kia coi như làm lễ vật bọn ta tặng ngươi yên tuyết hàn nói với vẻ lạnh lùng bọn ta thuê cường giả đạo tràng không phải là vì nghiền ép các ngươi mà là lo lắng các ngươi sẽ thuê để đối phó với chúng ta hiện tại các ngươi có tự tin như vậy thì có thể bắt được chúng ta sao ta biết việc này khiến tràng chủ khó xử nhưng dù sao tràng chủ cũng quen thuộc với bọn họ viêm linh nói dừng lại một chút rồi lại nói ta cam đoan sau này nhất định sẽ còn đến đạo tràng làm ăn nhiều được thôi lần này ta đồng ý với ngươi ta sẽ không nhúng tay vào giang thái huyền thở dài một tiếng nói ngươi phải nhớ kỹ người mà ta coi trọng nhất chính là các ngươi từ hôm nay đạo tràng của ta sẽ đóng cửa chờ các ngươi giải quyết xong thì ta lại mở cửa Đa tạ tràng chủ. Viêm Linh kích động vạn phần. Chỉ là, bản tràng chủ muốn hỏi một câu, các ngươi thật sự có lòng tin đối phó được với hơn 10 vị đại đế sao? Giang Thái Huyền cao mày nói. Ha, chúng ta đã nắm rõ ràng, đến thiên viêm tinh cũng chỉ có 11 vị đại đế, ở đâu ra hơn 10 vị, hiện tại toàn bộ thiên viêm tinh đều đã bị lực lượng của đại đế bao vây lại, bọn họ cho dù muốn cầu cứu, cũng không truyền ra được. Viêm Linh ngạo nghễ cười nói. Giang Thái Huyền gật đầu, mặt không thay đổi, nói, vậy chúc các ngươi thuận lợi, ta đóng cửa đây. Viêm Linh cảm kích gật đầu, rời khỏi đạo tràng, rồi lấy ra ngọc bài đưa tin, lão tổ, đã bàn bạc xong với đạo tràng, đám thân thích ở dị giới chỉ có 11 vị đại đế, lần này chúng ta có 14 vị, trong đó có hai vị đại đế đỉnh phong, hoàn toàn có thể sâu đánh bọn hắn. Trong hư không, 22 vị đại đế. Ngươi tự tin lớn như vậy, thật được chứ? ngươi thật sự nắm rõ lai lịch của bọn ta sao nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha